Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính tri ân cô. Bụt Thầy gia thăm trên mạng internet qua blog, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Hillsong từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng. Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 30 đến 4:30 chiều. Sydney từ 11:30 tối đến 1:30 sáng. Nhờ đạo tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2021 Phật lịch 2565, tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021 bước sang năm 2022. Chủ đề ngày hôm nay: khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống, do thượng tọa Giác Đẳng biên soạn và điều hợp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thánh đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thệ thế gian dài, vô thượng điệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lệ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Bài học hôm nay: tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn năm 2021 bước sang năm 2022, chủ đề: khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống. Khác biệt giữa cái mới và cái bất thường, thói quen cố hữu và những cái không quen, xáo trộn tâm lý đối với cuộc sống không bình thường, làm sao để thích nghi? Chúng ta sợ sự lạ lẫm hay sợ đánh mất chính mình? Nam mô Bụt Thầy giá, dạ chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dự họp chương trình học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy giá, kính đảnh lễ chư vị tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử, xin truyền sự tọa Minh Hạnh. Cảm ơn quý vị quý. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, chúng ta tiếp tục tuần lễ để tiễn đưa năm 2021 và bước qua năm 2022. Có lẽ những ngày cuối năm là thời gian thích hợp để chúng ta nhìn lại và thảo luận về những gì mà không vui, không đẹp, không hài lòng. Bởi vì
cũng là một cái nét văn hóa phong tục. Đầu năm đầu tháng thì thường chúng ta nói những gì rất là tích cực để nghĩ đến một tương lai, một năm mới tốt lành hơn. Nói như vậy thì không có nghĩa là những điều phiền lụy trong cuộc sống không có giá trị. Mà thật ra thì ngay ở trong từng giây phút hiện tại này, chúng ta vẫn thường đối diện với rất là nhiều điều trái ý nghịch lòng. Và một ở trong những điều trái ý nghịch lòng mà có thể nói rõ nét nhất ở năm 2021 và nói chung là cả hơn 24 tháng đại dịch vừa qua mà cả thế giới đều phải đối diện, đó là điều mà người ta gọi là sự bất bình thường, abnormalcy, cái mà người Anh, người Mỹ thường gọi. Bất bình thường là cái gì đó mà đời sống của chúng ta phải đối diện với những thứ mà chẳng những xa lạ mà trái lại gây chúng ta chịu. Thí dụ như ngày xưa người ta gặp nhau tay bắt mặt mừng, thậm chí ở tại các xã hội Tây phương người ta còn hug, tức là còn ôm nhau để nói lên cái thân tình. 24 tháng vừa qua, thưa quý vị, người ta học tập một cái thói quen mới, gặp nhau thì bắt tay, gần gũi lắm thì họ nắm tay lại và họ đụng với nhau một chút ở đầu những cái lóng tay, hay hoặc giả là họ dùng đôi giày để họ đá với nhau một cách nhẹ, tượng trưng cho sự thân thiết. Đó là không nói đến giãn cách xã hội. Đối với giãn cách xã hội thì người ta phải giữ một khoảng cách xa hơn. Và có rất nhiều nơi khi mà bước vào, chúng ta phải mang khẩu trang. Chúng tôi có được nghe một vài trường hợp qua tin tức là có những người mà bị bắt buộc lên máy bay phải mang khẩu trang suốt chuyến bay, thì họ cảm thấy hết sức là khó chịu, bực bội mà đã chống đối mãnh liệt, thậm chí có khi hành hung cả những nhân viên phục vụ trên hãng máy bay, tạo ra những cái rắc rối cho bản thân của họ và cho những người chung quanh. Nói cho cùng thì tất cả nó đến từ một cái trạng thái khó chịu với những điều mà chúng ta gọi là hết sức là bất thường, bất bình thường trong cuộc sống. Điều này chưa kể đến tình trạng cách ly và chỉ đơn giản những việc như là những tin tức xa gần về đại dịch, người nói thế này, kẻ nói thế kia. Ở trong thời gian mấy ngày qua, thưa quý vị, ở tại Mỹ đó, người ta có những cái thông tin trái chiều. Có nơi thì nói rằng biến thể Omicron thấy vậy, nó lây nhanh nhưng mà nó tác hại không có nhiều bằng Delta. Và cũng có nơi nói rằng Omicron không phải chỉ tấn công phổi mà còn tấn công vào tim và não của người. Cũng có những người nói rằng Omicron, một biến thể mới đó, nó chỉ có thể ở cái mức độ nào đó tương đối giống như bệnh cúm. Và không biết thế nào nhưng mà thị trường Hoa Kỳ đã bắt mạnh. Một năm 2022 mà kinh tế cả sẽ bị ảnh hưởng bởi Omicron. Điều đó có nghĩa là không nên xem nhẹ về việc này. Chúng ta cũng đọc những tin tức như là trong thời gian trước đây người ta vẫn lơ là và thường sử dụng những cái khẩu trang bằng vải thường để che lại. Bây giờ bà đã bắt đầu khuyến khích là bỏ khẩu trang bằng vải để mang những khẩu trang như là khẩu trang xài tại bệnh viện hay là N95, một thứ khẩu trang tương đối tốt nhưng mà không có thoải mái khi mang vào. Nói chung thì thưa quý vị,
kẻ nói nặng người nói nhẹ. Một nơi thì họ nói nguy hiểm nhiều, nơi khác thì nó không đáng ngại lắm. Chỉ chừng đó thôi thì cũng làm cho chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó, nó không có bình thường. Cho đến giờ này, 24 tháng sau, 24 tháng qua rồi, kể từ khi COVID xuất hiện ở tại Vũ Hán vào tháng 12, nó chính xác hơn là tháng 9 năm 2019, tới tháng 12 thì nó bùng phát ở tại Vũ Hán. Chúng ta tạm nói là hơn 24 tháng qua rồi. Thế nhưng sự hiểu của chúng ta qua tất cả những phương tiện từ y khoa, truyền thông, từ những công cuộc tìm hiểu về COVID, nó vẫn nằm ở trong cái gì rất là hạn chế. Vài tháng trước đây thì cả chính phủ Mỹ, cả một nguồn máy tình báo và những cơ quan mà có thẩm quyền về bệnh dịch như CDC cũng không có ai nghĩ đến là cuối năm xuất hiện một biến thể từ Nam Phi mang tên là Omicron. Thì thưa quý vị, điều này thật ra thì nó không phải là lạ đối với tất cả chúng ta. Từ ngàn xưa, rất xa xưa, thì khi con người sinh ra đời là chúng ta phải bắt đầu một cái thời kỳ mới, một giai đoạn mới. Và Cổ Gia Thiệu đã từng viết rằng thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Chúng ta từ trong bụng mẹ ra thế bên ngoài, một thế còn khác với ở trong thai bào. Chúng ta đã cất tiếng khóc vì cái nóng, cái lạnh, vì một cái môi trường hoàn toàn mới. Người Việt Nam của chúng ta có những gia đình mà chúng tôi biết rằng một đời người thôi, từ còn nhỏ sinh ngoài Bắc, di cư vào trong Nam, rồi di tản ra nước ngoài, rồi đến định cư một vùng đất nào đó, rồi bây giờ chết đi. Nhìn lại cuộc đời thì có năm ngăn bảy đoạn, chứ không phải chỉ có một đời, mà nó kéo dài một nơi, một chỗ, một môi trường. Chúng ta đã phải thích nghi rất nhiều với lịch sử đương đại của đất nước. Những người lớn tuổi thì đã có những năm tháng sống trong cái không khí của thời tiền chiến, rồi thời kỳ đất nước phân ly, thời kỳ chiến tranh Việt Nam, rồi thời kỳ sau biến cố 30/4/75, và có những thời kỳ sống ở nước ngoài. Rõ ràng là người Việt Nam ta có nhiều cái trải nghiệm đặc biệt với cái gọi là lạ lẫm, mới mẻ về cuộc sống, về môi trường, về hoàn cảnh. Tuy vậy, có lẽ là cả thế giới chưa bao giờ đương đầu với một đại dịch, và đại dịch đó ảnh hưởng toàn bộ các châu lục, ảnh hưởng toàn bộ các công trình. Chúng tôi đọc một cái bản tường thuật ngày hôm qua, là riêng trong Noel vừa rồi, tức là cách đây mấy ngày, vào ngày Noel, các hãng máy bay đã hủy bỏ hơn 7.000 chuyến bay. Hơn 7.000 chuyến bay bởi vì lý do là có quá nhiều những người phục vụ ở trên các chuyến bay của các hãng hàng không bị lây nhiễm và họ phải gọi vào để cáo bệnh. Thưa quý vị, rõ ràng chúng ta đang sống trong một thế giới mà có rất nhiều điều nó không có bình thường. Và chính Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta, Ngài cũng đã từng dạy rằng nếu chúng ta là người có trí, nếu chúng ta là người có tu, nếu chúng ta là người có hiểu biết, thì chúng ta thường nên quán tưởng. Nếu mình sanh ra đời mà mình đang sống trong thời kỳ trẻ trung, yêu đời, thì nên nhớ rằng mình không thế nào sống trẻ hoài mà không già. Và nếu chúng ta may mắn được khỏe khoắn, khang kiện, thì cũng nên nhớ rằng không phải là mình có thể sống khỏe hoài mà không có bệnh. Và thưa quý vị, ngay cả chúng ta có cuộc sống tương đối là an ổn, được bảo đảm bởi pháp luật, bảo đảm bởi điều kiện sinh sống, thì chúng ta đừng nghĩ mình sống hoài mà không chết. Và rồi, cũng như ngày hôm qua chúng ta có bàn đến, và Đức Phật thì cũng dạy rằng chúng ta nên tự nhắc nhở rằng mỗi chúng ta đều phải trải qua
một cái trạng huống gọi là chia cách với người thương của mình, không sanh ly thì cũng tử biệt bằng cách này hay cách khác. Chúng ta không thể nào sống mãi mãi bình an trên thế giới này cùng với người thân của mình. Đi chung một chuyến tàu đời, mỗi sân ga lại có người xuống lên. Có khi mình xuống đầu tiên, có khi nửa chuyến ngại ngùng chia tay. Đôi ai đi hết đường dài từ non Đông Đới tới non Đoài còn nhau. Chúng ta thể nào mãi mãi là luôn luôn gắn bó với người thân của mình. Người ta không bỏ chúng ta thì chúng ta cũng bỏ người ta. Đó là một cái sự trạng mà không ai tránh khỏi. Và Đức Phật Ngài cũng nhắc chúng ta nên quán được một điều rằng mỗi chúng ta thường nên tâm niệm là mình có nghiệp riêng và mình phải đi theo cái con đường riêng của mình. Trên con đường rất riêng đó, có thể chúng ta sẽ không còn có được sự chia sẻ ngọt bùi, sự cảm thông, sự an ủi của những thân của mình. Ngay cả hình ảnh một vị vua quyền hành cao tộc mà nằm trên lông sàng bị bệnh thì cũng phải chịu đựng bị bệnh một, cái bệnh của mình một mình, cái chết của mình một mình, chứ không thể là quan thân quốc thích triều thần mà có thể chia sẻ được. Bởi vì thế gian này, như Ngài Rất Thánh Ba La nói rằng Đức Phật dạy vô hổ vô chủ. Thì thưa quý vị, rõ ràng tất cả chúng ta đều phải trải qua những cái gọi là bất bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại nói đến một thứ rất là thú vị, là sự mâu thuẫn ngay trong đời sống. Và chính sự mâu thuẫn này nó tạo nên những nghịch lý. Và điều mà chúng ta muốn nói tại đây là con người sợ cái bất bình thường, sợ cái bất thường, nhưng mà lại ưa cái mới. Nói như vậy nghĩa là sao? Người ta thích xe mới, thích nhà mới, thậm chí ở trong tình yêu người ta cũng thích cái mới. Nhưng mà rồi thích cái mới có đồng nghĩa với cái thích cái bất thường không? Hai cái đó thì rất khác nhau. Cái bất thường thường là cái gì không có dễ chịu. Nó không có mơn trớn ru ngủ chúng ta. Và cái mới mà nó dễ chịu thì thường nó khiến cho chúng ta hào hứng, phấn khởi và muốn luôn luôn có được cái mới. Ví dụ như người ta có thể mua một bộ quần áo mới và rất là vui thích để có quần áo mới. Điều này không có nghĩa là người ta muốn cái bất thường. Mua được một bộ quần áo mới, đó là cái gì rất là bình thường cuộc sống. Mặc dù nó mới nhưng mà nó cái bình thường. Và những cái mới mẻ ở trong cuộc sống, nếu nó là điều trái ý nghịch lòng thì nó không phải là cái mới mà được chúng ta hoan nghênh, mà trái lại nó là điều lạ lẫm, nó là điều khó chịu, nó là điều gây cho chúng ta những cái phiền toái. Những con người mà ưa thích cái mới thì thưa quý vị, khi mà họ sống hoài mà không được cái mới thì thưa quý vị, nó cũng là một cái bất bình thường. Ở đây chúng ta phải phân biệt rất rõ giữa hai trạng thái này. Và hơn bao giờ hết, một bài học quan trọng cho chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay, đó là chúng ta phải làm gì để đối diện với cái bất thường. Cách đây khoảng chừng hơn 20 năm, chúng tôi có đọc một quyển sách của một vị giáo sư đại học Stanford, Hoa Kỳ, viết về cái khả năng mà người bị gọi là risk, tức là chúng ta gọi là đàn hồi, hay là khả năng quyến chuyển, khả năng linh động hay khả năng thích nghi. Thì thưa quý vị, trong tác phẩm Resilience Learning đó, người ta nói đến một cái sự kiện là ngày xưa đó, trong cái môi trường thương mại đó, thì người ta đòi hỏi cái khả năng kiên trì, tức là một người rất là trung kiên với một cái phương cách làm việc nhất định, dù nắng dù mưa, dù nóng dù lạnh thì cũng kiên trì. Nhưng mà người ta nói rằng đặc tính của thương mại ở trong thế kỷ này là phải có khả năng tồn tại ở trong nhiều cái môi trường khắc nghiệt khác nhau. Chúng ta chỉ nhìn thấy một cái chuyện mà rất là đơn giản thôi, như là
điện thoại thông minh. Khi mà chúng ta bắt đầu biết cái gọi là smartphone, thưa quý vị, thì chúng ta biết một cái hệ mà ngự trị cả thế giới này, đó là hệ symbian, mà qua những điện thoại như là Nokia chẳng hạn, Sony Ericsson. Nhưng mà rồi chỉ trải qua một thời gian, khi mà xuất hiện điện thoại iPhone với iOS và sau đó là Android, thì chúng ta thấy những điện thoại kia nhanh chóng bị lùi vào dĩ vãng và dần dà phá sản. Ngày nay nếu còn thì còn như là một chút gì như âm tồn tại không đáng kể ở trong thế giới này. Người ta nói rằng bởi vì những cái công ty đó đã không bắt kịp nhịp, không bắt nhịp cái sự thay đổi. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống trong một thế giới đầy dễ biến động, đầy dễ thay đổi. Người ta nói rằng sau khi mà đại dịch qua rồi, thì thưa quý vị, cái cách mà con người mua sắm á, nó sẽ khác hơn trước kia. Bởi vì người ta sẽ mua trên mạng, internet gọi là shopping online nhiều hơn. Sau khi đại dịch qua rồi đó, người ta nói rằng cách học, cách gặp gỡ, cách tụ họp đó, người ta sẽ dùng những cái hệ như là Zoom nhiều hơn, bởi vì nó tiện lợi hơn, an toàn hơn. Cái chứng tượng rằng trước khi mỗi lần chúng ta họp, chúng ta phải lái xe hàng giờ hay là gọi ăn mặc bánh bao gặp nhau, bây giờ thì có thể ngồi ở nhà mở máy lên đi gặp gỡ, thì người ta sẽ thấy rằng cái chuyện gặp nhau online nó sẽ tiện hơn. Trước kia thưa quý vị, người ta cũng thấy rằng phải có mặt ở một nơi nào đó thực sự để có thể làm việc gì, nhất là làm việc. Bây giờ thì các hãng xưởng họ bắt đầu khám phá ra rằng những nhân viên làm việc ở tại nhà cũng có cách để giữ được năng suất, nhưng mà các công ty sẽ ít tốn hơn về phòng ốc, ít tốn hơn về những cái phương tiện để điều hành một công ty. Và do vậy không phải chỉ trong việc mua sắm, không phải trong việc học hành, mà trong sự làm việc thì cái gọi là work at home, làm việc ở tại nhà cũng nhiều hơn. Và chúng tôi cũng nghe một số các chư tăng ở tại Thái Lan cũng đã nói rằng trong thời gian vừa qua đó, thì với cái đà thay đổi đó, thì những người Phật tử tu học tham vấn chư tăng đó, qua online đã tăng vọt gấp nhiều lần. Và vì điều này đó, thì cái tầng lớp chư tăng trẻ mà tương đối là tháo vát, tương đối là giỏi về máy móc đó, thì có vẻ đang được trọng dụng và đang làm việc nhiều hơn là những vị trưởng lão vốn rất là sợ máy móc. Bởi vì trưởng lão nào mà trong tương lai mà muốn cho làm việc nhiều thì vị đó cũng phải chấp nhận để làm việc online, làm việc với computer. Những điều này đang dẫn chúng ta đến một cái lằn ranh mà chúng ta gọi là đại dịch Covid như một dấu mốc của thời đại. Dấu mốc đó bắt buộc chúng ta phải chấp nhận một điều là đối diện với cái bất thường. Nói cho cùng thì thưa quý vị, từ cổ chí kim chưa bao giờ có trường hợp mà một cái nếp sinh hoạt hay là một nền văn hóa mà nó tồn tại bất di bất dịch. Những nền văn hóa rực rỡ như là La Hi hay là nền văn hóa của sông Lưỡng Hà, hoặc giả là văn hóa bên sông Hoàng Hà, hoặc nhiều nền văn hóa khác, thì thưa quý vị, tất cả đều mang cái dấu ấn của thời gian hết. Nó trỗi lên một giai đoạn, thịnh vượng trong một giai đoạn và suy tàn trong một giai đoạn khác. Chúng ta không có khác hơn điều đó. Đức Phật Ngài trong những giây phút sau cùng, trước khi nhập thiền và viên tịch Niết Bàn, Ngài đã nói lên một câu nói: này chư tỳ kheo, các hành là vô thường, các con hãy tinh tấn. Bởi vì chúng ta có cảm tưởng như mình đang sống và cuộc sống ở bên chung quanh, ở bên trong bên ngoài đứng lại, nó không đứng lại. Chẳng những không đứng lại mà nó còn cuốn văng chúng ta như một dòng cuồng lưu. Và nếu chúng ta không có một cách thế thì chúng ta sẽ bị cuốn theo như chiếc lá giữa dòng, như là những cánh hoa trôi
lạc quan lưu thủy. Tại vì sao vậy? Tại vì thưa quý vị, sự đổi thay cuộc sống nó là điều tất yếu. Chúng ta không làm gì được cái điều đó hết. Chiếc lá giữa dòng cuồng lưu thì làm được cái gì chứ? Nhưng mà chúng ta không thấy điều đó. Do vậy, ngày hôm nay, trong cái chương trình đặc biệt của một tuần lễ sinh hoạt cuối năm 2021 và đầu năm 2022, chúng ta sẽ nói chung quanh cái chủ đề là khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống. Và thưa quý vị, hôm nay thì Thượng Tọa Từ Siêu không có mặt ở trong group. Và sau khi chúng tôi đã nói về sự khác biệt giữa cái mới và cái bất thường, thì xin hỏi là Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu được thì xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ tiếp tục cho phần thứ hai của đề tài ngày hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng có ở trước máy và Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Có lẽ Thượng Tọa Pháp Đăng không nghe được thứ gì. Sư Nguyên Thông ơi. Sư Nguyên Thông. Dạ. Thượng Tọa Pháp Đăng đau bụng quá. Thôi chắc để Thượng Tọa nghỉ. Thượng Tọa nghỉ. Chắc Thượng Tọa uống một chút trà gừng thôi. Sư Nguyên Thông. Chúng ta thường sống cái thói quen. Một thói quen không phải là một đời mà nhiều đời, nhiều kiếp. Và một mặt thì chúng ta sống với thói quen, cái tập khí ở quá khứ để lại. Và một mặt á, thì chúng ta phải đối diện với những cái không quen. Nào là miếng ăn, giấc ngủ. Nào là những cái đổi thay của thời thế. Ví dụ bệnh dịch chẳng hạn. Thì Sư Thông có thể cho một vài cái cảm nhận như cả cuộc đời trải qua đối diện với những cái không quen, và trong những cái không quen đó thì những cái thói quen của chúng ta thường có nó làm cho chúng ta khổ như thế nào, nó làm cho chúng ta vui như thế nào. Xin thỉnh Sư Huynh. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ có đáp án cho cái câu hỏi là khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống. Kính thưa Sư Phụ, Thế Tôn có dạy chúng ta trong bài kinh Hạnh Phúc Kinh đó, thì Ngài nói là khi xúc chạm việc đời, tức là khi mà chúng ta giao tiếp với nhau trong cái bao thoát, hay là nói chuyện, hay là đi học hành, hay đi làm việc, hay là gặp nhau ngoài đường, khi mà xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, thì chúng ta không sân si và không tham luyến, tự tại và vô nhiễm, mình làm chủ lấy thân mình, tâm mình, và không có bị đắm nhiễm về cái sân si hay là tham ái, thì đó là cái phước lành cao thượng. Cho nên nếu mà chúng ta đọc kinh những lời dạy của Thế Tôn và nhớ rõ những lời Ngài giảng dạy, thì chúng ta có là một cái sự mà bảo vệ, sự che chở, là bởi vì chúng ta học pháp, tu pháp và kính lễ pháp, thì cái pháp nó sẽ bảo vệ cho chúng ta. Đó là những điều mà con thấy rằng cái khả năng thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống là chúng ta khi mà đối diện với cuộc đời thì chúng ta thấy những điều đó như là nó đang là, chứ không có thấy những điều đó là cái điều gì mà nó ảnh hưởng đến mình, làm cho mình phải bị dính mắc và có những phản ứng bất lợi cho chúng ta. Đó là cái sự suy nghĩ của con đối với những điều mà bài học hôm nay là cái khả năng của chúng ta thích nghi trước những xáo trộn của cuộc sống. Kính thưa sư phụ, con xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều con nói không đúng, không đủ. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ. Sa thú kính trình Sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, tiếp theo lời của Sư Nguyên Thông, chúng tôi xin được nói như vậy là thật là chúng ta có ưa chuộng cái ở trong đời sống. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận rằng bản thân của chúng ta có những thói quen.
Nói theo ngôn ngữ của Phật giáo đó, thì cuộc sống của chúng ta có hai phần. Đó là nội xứ và ngoại xứ, hay là nội giới và ngoại giới. Cái nội giới đó là những gì thuộc về danh sắc của chính mỗi chúng sanh. Ở trong đó chúng ta nói đến danh sắc duyên cho lục nhập. Thí dụ như chúng ta mang cái thân thông của con người, thì chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Những giác quan này, thì thưa quý vị, nó thường tồn tại theo một điều mà chúng ta gọi là một cái sự an lập cố định vô nghiệp ở trong quá khứ mà ra. Nhưng mà riêng đối với sáu ngoại xứ, cái mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp đó, thì thưa quý vị, nó lại mang một cái bản chất khác. Nếu đối với nội xứ chúng ta thường có thái độ chủ quan ổn định, thì ở cái ngoại xứ đó thì chúng ta thường đi tìm cái mới. Nghe một bản nhạc hay nhưng mà nghe hoài cũng chán, ta tìm bản nhạc mới. Đi đến một cái nơi đẹp chán, người ta đi tìm nơi khác. Ăn một món ngon nhưng mà ăn hoài cũng chán, người ta tìm một món ngon khác. Thật ra giữa cái nội xứ và cái ngoại xứ đó, nó có một cái sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn đó như thế nào? Sáu nội xứ đó thì cần sáu ngoại xứ, nhưng cái sáu nội xứ đó thường đó là nó mang cái cách cố định an lập, trong khi đó sáu ngoại xứ đó thì thật ra nó thường có cái khuynh hướng đi tìm về cái mới, đi tìm về cái lạ, và nó tạo nên những cái nghịch lý ở trong cuộc sống, cái sự mâu thuẫn không ngừng ở trong cuộc sống này. Nói một cách đơn giản, đó là bản chất của đời sống nó rơi vào trong ba cái trạng huống. Cái trạng huống đầu tiên thì thưa quý vị là chúng ta vốn không có một cái mẫu mực cố định để có gọi là hạnh phúc hay cái gọi là lạc thú của đời sống. Mà do không có một cái mẫu mực nhất định nên khi chúng ta thường thay đổi. Lấy ví dụ như là mình thích một chiếc xe và mình nghĩ rằng chiếc xe đó là chiếc xe mình thích nhất. Thậm chí mình nghĩ rằng mình có thể mãi mãi thích chiếc xe đó và họ bỏ ra số tiền lớn mua xe đó. Nhưng mà chúng ta để ý thấy những người giàu á, một chiếc xe không đủ, họ mua hai chiếc, ba chiếc. Và họ cứ thấy có những cái mà họ thích, do đó họ mua hoài. Hay là có những người phụ nữ, họ mặc áo, quần áo, thời trang. Thì có những thứ mà họ cảm thấy họ thích, nhưng mà thời gian thứ gì nó thay đổi. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng từ cái bản chất của ái dục, từ cái bản chất của ham muốn đó, là nó không có một cái hình mẫu cố định. Đứng núi này trong núi kia, đứng bên này thì nhìn Lô Sơn rất đẹp, nhưng mà đặt chân đến Lô Sơn thì thấy rằng nó cũng vậy thôi, cũng là mù tỏa, cũng là sống chỉ chết, chứ nó cũng có gì khác hơn. Và do vậy đối với tất cả chúng ta, nghĩ đến thành công, nghĩ đến hạnh phúc thì chúng ta hay nghĩ đến cái tuyệt đối, nhưng mà kỳ thật tất cả đều tương đối, không có cái gì tuyệt đối ở đây hết. Và thưa quý vị, một điểm thứ hai mà chúng ta nên biết đó, là trong cái kỳ vọng của mỗi con người thì cái kỳ vọng đó nếu được thỏa mãn thì chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng mà thật ra những cái kỳ vọng con người thường làm cho chúng ta khổ hơn hạnh phúc. Ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng
có những sự điên đảo. Cái bất tịnh mà chúng ta mong ra phải tịnh là tịnh tướng thì chúng ta khổ. Cái vô thường mà chúng ta mong có thương hằng thì chúng ta khổ. Cái trống rỗng mà chúng ta cho rằng nó có thực chất thì chúng ta khổ. Cái mà chúng ta không có quyền hành gọi là vô ngã, mà chúng ta nghĩ chúng ta đòi hỏi, chúng ta kỳ vọng hữu ngã, chúng ta khổ. Thì những cái tướng như là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, nó vốn là cái bản chất tự nhiên của các pháp hữu vi. Bây giờ chúng ta đòi hỏi nó khác hơn. Sự đòi hỏi đó nó làm cho chúng ta nó khổ ở đây. Một phần là vì cái đối tượng, nhưng một phần là do cái thái độ. Nó tương tự như là chúng ta là người không thích ồn ào mà bước vào trong chợ, mà chúng ta đòi ở trong chợ phải thanh tịnh, nhẹ nhàng, không có ồn ào, thì thưa quý vị, chúng ta khổ. Tại sao chúng ta khổ? Tại vì chúng ta đòi hỏi một điều bất khả. Chúng ta đòi hỏi một điều mà nó không thể nào khác hơn được. Cũng ngày xưa, đó là ngót danh lợi bùng pha sắc sắm. Nghĩa là ở trong quan trường, ở trong hoảng lộ, thì không thể nào tránh khỏi cái cảnh gọi là tranh danh đoạt lợi hết. Và chúng ta đi vào ở trong thế giới của danh lợi mà bảo rằng mình bình an, bảo rằng bằng phẳng, bảo rằng đẹp đẽ thì chuyện đó không có. Chúng ta phải hiểu từ tính nó như vậy. Nó có sự giằng co, có sự giành giật. Chúng tôi có một lần ngồi nói chuyện với một Phật tử. Và Phật tử này đã trình bày với chúng tôi về cái hiện tượng va chạm giữa các ngôi chùa, giữa các vị xuất gia. Đơn giản thôi là ở trong một thành phố của những ngôi chùa, và ở trong một cộng đồng thì có những người Phật tử. Có những người Phật tử thì thưa quý vị, có tiền, có bạc, có ảnh hưởng, thì đôi số các ngôi chùa thì nhiều khi người ta săn đón, người ta mời gọi. Và những cái người Phật tử này rất là nản lòng về cái chuyện đó. Nhưng mà chúng tôi có nói một điều rằng, đôi khi mình học Phật Pháp, mình phải hiểu rằng cái bản chất tự nhiên cuộc sống là như vậy. Ở đâu có mật thì có ruồi, ở đâu có danh lợi thì ở đó có tranh chấp, có thị phi. Mà mình bảo rằng mình không có nó được thì mình bảo rằng làm sao mình sống trong thế giới đó, không có thì không có được. Bởi vì Đức Phật dạy rằng chúng ta sống trong một cái thế giới mà đầy biến động, luôn thay đổi. Mà mình biểu là mình không thích vô thường, thích cái gì nó bền vững. Chúng ta mua chiếc xe cũng mua xe bền vững, cái nhà cũng bền vững, cái điện thoại cũng bền vững, cái gì cũng là bền vững. Thì thật ra không có chuyện đó. Nó có cái sự thay đổi theo thời gian. Và do vậy khi một cái đòi hỏi của chúng ta đối với cuộc sống mà để đi ngược lại với cái bản chất tự nhiên thì chúng ta khổ. Và điều đó là điều tất yếu. Và rồi thưa quý vị, nó lại có một cái nghịch lý khác. Cái nghịch lý này nó tạo nên một hiện tượng. Hiện tượng đạo Phật gọi là samsara hay là luân hồi. Luân hồi là lẫn quẩn, lặp đi lặp lại. Nó nói lên cái sự nghèo nàn. Nói lên một điều là chúng không có khả năng, không có khả năng vượt ra khỏi cái mà chúng ta vốn có, vốn biết. Về điều này thì nó lại là một điểm rất là thú vị. Nếu ví dụ như ở trong cuộc sống này chúng ta thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì khi nghĩ đến kiếp sau, nghĩ đến thiên đường, nghĩ đến niết bàn, nghĩ giải thoát, thì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng đó phải là nơi mà cũng có sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nếu nó khác chăng là sự phóng đại lớn, ở đây cái sắc đẹp nhưng mà không đẹp bằng ở lạc ở thiên đàng, ở đây cũng có tiếng hay nhưng mà tiếng hay không đẹp bằng cực lạc thiên đàng, đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta luôn luôn muốn lặp lại một cái trải nghiệm mà chúng ta đã có. Cái đó đạo Phật gọi là tưởng tri. Bởi vì các vị thiền sư hay nói một cái chuyện là có những người tu thiền đó là chỉ muốn trở về tìm lại
một cái trạng thái mà họ đã từng trải qua. Thí dụ như là có một lúc họ ngồi thiền, bỗng nhiên trong 5-3 ngày cảm thấy rất là dễ dàng. Và về sau này hành giả bị một cái bệnh là luôn luôn muốn tìm lại cái cảm giác, cái tâm thái, cái trạng thái nhẹ nhàng mà mình đã có ở trong một giai đoạn nào đó. Thì các vị thiền sư khuyên là phải biết là chính cái sự đi tìm đó, chính cái sự cố gắng đó đó, nó sẽ làm cho chúng ta khổ. Mà thay vào đó thì một hành giả, và đặc biệt là hành giả hành minh khác, là tập sống với hiện tại, ghi nhận những gì đang xảy ra, cho dù đó là mình thích hay không thích, chứ không phải là mình đi tìm về cái gì mình đã từng thấy vui, cảm thấy thích, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy hoan hỷ xảy ra trước đây một tháng, một tuần hay một năm trước đây. Đây là một trong những cái điểm rất là tế nhị cuộc sống, nhưng mà đa phần chúng ta lại không sống như vậy. Đi tìm lại cái cảm giác cũ, một cảm giác mình thích thú, nó cũng tạo nên một cái hiện tượng lớn gọi là samsara, là luân hồi. Bởi vì nếu vị nào mà học trong lớp Thắng Pháp ấy, thì chúng ta có biết một cái khía cạnh rất là đặc biệt của cuộc sống, là một cái vị mà từ phàm sang thánh lần đầu tiên chứng đắc niết bàn, thì cái tuệ giác được gọi là vị tri quyền, tức là biết cái chưa từng biết. Biết cái chưa từng biết là biết niết bàn. Thì như vậy tất cả những gì thuộc về thế giới sanh tử này chúng ta đều từng trải nghiệm hết. Và với những gì mà chúng ta thích, những gì mà chúng ta ưa, thì chúng ta mới lặp lại. Dạ, chúng ta mong là lặp đi lặp lại. Thì đó là vấn đề của cuộc sống. Thì thưa quý vị, cái thói quen của chúng ta thì nó thường dẫn chúng ta đến nghĩ đến cái cũ. Nhưng mà chính những cái mới trong cuộc sống mà mình tưởng là mới, có chăng chỉ là một đổi nơi đổi chúng, nhưng mà cái cảm giác thì thường là nó vẫn như vậy. Thành ra tạo nên cái hiện tượng gọi là samsara, gọi là luân hồi. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nói đến một điểm khác, là sự xáo trộn tâm lý đến cuộc sống không bình thường. Bây giờ thấy Thượng tọa Tư Quyền vào trong room rồi, không biết là Thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tư Quyền có biết được, xin Thượng tọa khoan hỷ trong một vài chia sẻ trong điểm thứ ba, là những sự tâm lý đối với cuộc sống không bình thường. Xin được hỏi Thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Và dường như Thượng tọa Tư Quyền không nghe được, thì quý vị chờ chúng tôi một chút. Lúc sau này thì đường truyền của Chư Tăng ở Việt Nam đôi khi có những cái khó khăn, và do vậy có nhiều khi Chư Tăng vào trong room nhưng mà vẫn không có nghe được. Không sao, hôm nay Thượng tọa Pháp đăng thì lại không có khỏe. Một lần nữa xin hỏi Thượng tọa Tư Quyền, Thượng tọa có trước máy và có nghe được không? Thứ gì có lẽ Thượng tọa Tư Quyền không nghe được. Chúng tôi xin được nói tiếp về điều là điều bất bình thường ở trong cuộc sống đó. Ồ dạ, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa nói sẽ nghe được đấy. Xin trình Thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có thể chia sẻ là cái tâm của chúng ta đối diện với những cái bất bình thường, đối diện với nghịch cảnh, đối diện như là một cái trường hợp con cá mà bị quăng lên bờ đó, thì nó thường phản ứng ra sao và cái trạng thái như thế nào, và chúng ta nên hiểu về cái xáo trộn của tâm lý ở trong trường hợp đó ra sao. Xin trình Thượng tọa Pháp Đăng. Thật sự thì chúng ta thấy rằng đối với cái tâm lý của chúng ta bị mắc đối với cảnh sắc,
thì chúng ta thấy cảnh sắc thì luôn luôn lúc nào cũng biến động. Các cái đồ trang sức hay là các cái gì mà chúng ta đến những cái thành phố cũng luôn đổi mới, và mặt hàng chúng ta cũng thấy họ cũng luôn đổi mới. Thành ra nhiều khi những cái món hàng nào đó trước đó chúng ta mua thì sau này chúng ta mua nó không có món hàng đó. Luôn cả những loại thuốc nó cũng, ta cũng thay đổi những cái hiệu thuốc, và nó cũng có theo cái chiều hướng là các loại bệnh nó gia tăng. Thường thường thì chúng ta thấy rằng điều này, chứ chúng ta thấy rằng mắt đối với cảnh sắc thì cái cảnh sắc nó luôn biến động. Thật sự thì bản thân chúng ta cũng vậy, nhà cửa cũng vậy, chúng ta cũng nhìn nó cũng mòn mỏi, nó cũng hư hao, bản thân chúng ta cũng già nua, nó cũng đủ chuyện hết. Nó nhìn vào bản thân chúng ta đấy, nhìn vào tấm thân này thì thấy tấm thân mình nó cũng biến động. Như vậy thì mình mong rằng cái chuyện nó bình an như vậy, hoặc là mình mong rằng nó sẽ còn, nó sẽ vĩnh viễn như vậy, điều đó nó không có đâu quý vị. Nếu một cái người học Phật pháp á, thì thấy rằng các cái hành á, như là những cái hành động hay là những cái hành hay là khổ hoại khổ hay hành, nó luôn luôn nó cũng hiện hữu trong các cái pháp hữu vi, không có thể nào mà nó bình yên hay là nó trường tồn được. Cũng như vậy, chúng ta thấy tâm lý về cái lỗ tai đối với cảnh thinh cũng vậy. Bây giờ những cái trào lưu nhạc, quý vị cũng thấy thời kỳ nào con người họ tiếp xúc với một cái làng văn hóa nhạc này kia nọ đó, thì những cái người mà họ có một cái nền tâm lý sâu sắc hay là họ có cái hiểu biết đó, thì họ đánh giá hoặc là chúng ta cũng thấy rằng một cái người có cái tầm nhìn về cái Phật pháp hay là có một cái sự hiểu biết về Phật pháp đó, thấy những cái trào lưu văn hóa hay những cái nhạc cũ đó, nó có thể làm cho cái tâm hồn bình tĩnh hay là cái tâm hồn thấu triệt hơn. Nhưng mà rồi cũng có những loại nhạc nó làm cho con người bị say cuồng, bị cuốn hút và bị sống theo những cái ảo giác, sống theo sự sống gọi là sống không sống thật. Thì điều này đó nó là cái hiện tượng muôn vật như vậy. Nên thế nhiều khi mình muốn ví dụ mình ưa một dòng nhạc nào đó đi, mình thích một dòng nhạc nào đó, nhưng mà rồi không phải mọi người cũng đều thích. Bởi thường thường chúng ta hiểu Đức Phật thì nói như thế nào, bởi vậy chúng ta sanh một tưởng thì diệt một tưởng. Khi mà chúng ta thích một cái loại nào đó thì những cái khác chúng ta dẹp qua, nhưng mà rồi chúng ta lại thích một cái khác đó, thì những cái đó nó cũng dẹp qua. Nên cái tâm lý của chúng ta nó như vậy, và cái tâm của chúng ta đó nó là những cái pháp hữu vi, những cái danh pháp hữu vi. Dù là chúng ta hiểu những cái tâm sở đó, mình học, mình ví dụ mình nói xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý tầm tứ thân giải dục, mình học mình nói như vậy, nhưng mà thật sự ra thì những cái pháp này nó cứ xây truyền vòng như vậy. Nên đối với mắt, đối với cảnh sắc, hay đối với tai, đối với cảnh thinh, hay là đối với mũi, đối với cảnh khí, hay miệng, đối với cảnh vị đó, thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy nó luôn luôn nó biến động. Và những cái người mà họ nó cũng có một cái thói quen của chị. Ở đây chúng ta nói như vậy, nhưng mà nó cũng có cái thói quen mà trong Phật giáo gọi là cái thường cận ý duyên đó. Cái thói quen đó nó cũng do mình xài một cái loại vật nào đó, mình quen cái tai, và cái cách xài nó mình gọi là mình đã hiểu rồi đó. Thành ra mình nhiều khi mình ngại đổi cái loại khác. Ví dụ thường thường người họ xài cái iPhone thì họ lại ngại đổi cái Samsung, hoặc là họ ngại đổi một cái điện thoại khác vì họ phải học lại. Thì ở trong tâm tư của chúng ta nó cũng có những cái tầm cầu, rồi có những cái cũng do thói quen, nó cũng có nhiều mặt như vậy. Nên cái tâm tư chúng ta đó, cái tâm lý của chúng ta đó,
mình hiểu được nó, cái nghĩa là nó mô hình dạng dạng trạng, nó cũng thay đổi, nó cũng thay đổi theo cái thị hiếu, rồi nó cũng có những cái mà chúng ta rất là khó để mà tĩnh tâm được, là cái lòng tham của chúng ta nó cũng có, bởi vì các cái pháp hữu vi đó, nó đều có, nó những cái tâm sở nó cũng đều có. Ví dụ cho tầm đó, là mình đi tìm kiếm, tứ là mình quan sát, dục đó, thì mình ham muốn, tham đó, thì bám víu, thì có nhiều cái hiện tượng đó ở trong cái nội tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta đó nó luôn luôn nó biến động, biến động theo theo những cái ngoại, cái cảnh, mà thường thường thì chúng ta thấy nhạc căng đối với cảnh sắc, hay là tai đối cảnh thinh, mũi đối cảnh khí, thì những cái gì mà nó quen nó cũng có, những cái gì mà mình muốn thay đổi cũng có, những cái gì thì mình muốn nó tốt hơn cũng có. Cái tâm chúng ta nó cứ như vậy, nên mình nói rằng cái tâm của mình nó bản thân nhiều khi mình cũng thấy nó không bình thường. Thậm chí có nhiều lúc mà mình bị bệnh, quý vị, mình bị bệnh đó, tự nhiên mình bệnh, mình bị nằm như vậy, rồi mình nghĩ bệnh này nó có thể làm cho mình chết, mình chết, nhưng mà mình thấy mình, rồi mình suy nghĩ coi mình được cái gì. Nếu mà mình không có một cái chiều hướng suy nghĩ cho đúng đắn nha, thì mình sẽ hoảng loạn, mình sẽ thấy mình sẽ bị hoảng loạn, cái tâm tư mình nó hoảng loạn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với con người chúng ta đó, cái tâm đó, nó cũng biến động vì các cái thuộc tính của tâm sở. Thì chúng ta thấy tâm nó cũng có sự khác biệt, như là tâm nhãn tức thì biết cảnh sắc, nhưng mà cảnh sắc đó nó cũng thưa tòa, pháp đăng khoan hỷ xem là biết ở trong room không còn nghe được nữa, xin tòa. Xin thỉnh thưa tòa, pháp đăng khoan hỷ cầm mic lại. Quý Phật tử khoan hỷ chờ đợi trong giây lát. Có nhiều khi chư tăng đang nói chuyện này bị rất bất thường. Một lần nữa xin hỏi thưa tòa, pháp đăng, thưa tòa nghe được không? Nếu được xin thưa tòa khoan hỷ cầm mic lại. Thưa vị, có lẽ là thưa tòa pháp đăng à. Đang gặp trục trặc kỹ thuật, quý vị chờ đợi trong giây lát. Trong thời gian chờ đợi thì tôi đang thì xin hỏi thưa tòa tư quyền, thưa tòa tư quyền có nghe được không? Khi nãy thấy thưa tòa đi ra rồi trở vào, dạ vâng, dạ thưa tòa tư quyền nghe được rồi. Thưa tôi tự quyền, một câu hỏi mà chúng ta đặt ra ở đây là làm sao để mình thích nghi? Dạ, làm sao để mình thích nghi trước những cái biến cố, những cái bất thường của đời sống? Tại vì khả năng thích nghi là một trong khả năng kỳ diệu, nhưng mà làm sao để chúng ta phát triển cái khả năng thích nghi? Xin kính thỉnh thưa tôi tự quyền. Chúng ta sẽ trở lại từ học pháp đăng sau câu trả lời của thượng tọa tư quyền. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con xin được nhận được pháp của chúng tăng chúng đại đến thượng tọa lãnh. Xin được pháp đăng thượng tọa lãnh để được tiếp tục được tiếp xúc với thành tựu chúng tăng đang hiện diện. Xin chào tất cả quý vị cùng chúng tôi. Vì các bậc thượng tọa của thật thì nếu như làm thế nào để mà chúng ta thích nghi với cái hoàn cảnh mà ở đó chính là nó có một cái nghịch cảnh cho chính mình, hay là những cái tình huống nó khó khăn, thì cái điều này phải đòi hỏi người đó có một cái sự trải nghiệm, có một sự chịu đựng, có một cái sự tu tập, chứ không thể nào
có một cái phương pháp nào mà chỉ là mà vào cái phương pháp đó rồi là hết tự nhiên được ngay thì cái điều này chưa chắc. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi chúng ta tu, bây giờ tự nhiên chúng ta thấy xung quanh nó mở nhạc la lối ứng sực, chúng ta ngồi thiền chúng ta hạn như vậy đi, thì tự nhiên chúng ta bực bội. Những điều mà rồi chúng ta thích nghi những hoàn cảnh như thế thì chúng ta không quan tâm, là chúng ta chỉ quay về cái này. Rồi khi gặp một người ta làm cho mình bực bội, cho mình khó chịu, thế đó chúng ta cũng phải có cái sự thanh nhẫn, cái sự khâm nhẫn hay là quán về cái nghiệp quả của chính mình. Đó là cái sự thật. Và khi mình suy nghĩ về cái nghiệp quả, quán về cái nghiệp của chính mình, và mình biết rằng cái nghịch cảnh, nghịch duyên nó đang tới với mình, đó là một sự thử thách. Đây cũng là một cách mà chúng ta biết xem đó là một sự thử thách. Và mình cảm thấy có một giá trị cần, có một giá trị coi như là cố gắng để chúng ta thực hiện. Đây là một cái giá trị sự thật, chứ chúng ta thế nào chúng ta nói đúng một cách bình thường được. Bởi vì ví dụ như chúng ta nghe nói rằng khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là cũng làm cao thượng. Đó là giá trị sự thật. Nhưng khi mất thấy tai nghe mỗi người tự nhiễm này, tâm xúc chạm này đối với cuộc đời này hiện thực như thế, nhưng chúng ta làm sao mà nó đỡ, nó rung động chỉ ít thôi. Chứ còn nếu như chúng ta bất động mà chúng ta coi như là không động không sầu, nó tự tại, nó chịu không, quá là lớn lao, quá là mạnh. Cái điều này phải nói thật như vậy. Cho nên vì vậy ở đó chúng ta buồn, nhưng trong cái buồn đó chúng ta có thể dẹp bỏ nó, có thể xử lý nó, có thể giải quyết nó, cũng như là thương phải đi xa với những người thân thương của chúng ta, những người như là cha mẹ, người thân của chúng ta nói chung, thì những người thân thương chí cốt của mình đó bây giờ phải cách xa. Có những người nếu như không hiểu biết được nhân quả nghiệp báo, hiểu biết được tam tướng vô thường của nó luôn, họ rất là đau khổ ở một cái giai đoạn dài. Nhưng chúng ta cũng động cũng sầu, nhưng cũng động cũng sầu trong một thời gian, và chúng ta sẽ có cách tiêu hóa, và chúng ta không đến nỗi mà phải mất bình tĩnh, hay không đến nỗi mà chúng ta phải rơi vào một cái sự điên loạn, hay là nó không làm chủ được mình. Ở đây cái sự thích nghi này nó nhiều lắm. Thích nghi với thời tiết, thích nghi với cuộc sống, thích nghi với những gì mà chúng ta bắt đầu đổi thay một cái cuộc sống mới, hay là vào một cái cuộc đời mới, hay lịch sử chúng ta đang sang trang cho chúng ta đi. Bây giờ tự nhiên cái gì đang ổn định như vậy, rồi nó có một đột biến gì, cái gì không được, mà chỉ như không làm được, không đi làm được, bởi vì công ty nó phá sản rồi, cái xưởng nó phá sản rồi, rồi hay chúng ta bị tai nạn, hay chúng ta bị bệnh gì đó, đó chính là một cái hoàn cảnh nghịch. Nhưng làm sao chúng ta phải thích nghi đây? Thì ở đây chính là chúng ta phải có một cái sự tu quán, chúng ta phải biết được, phải quen, phải tập thôi, chứ không thể nào mà có một phương pháp gọi là phải đó là đòi hỏi chúng ta. Bởi vì ví dụ như vậy là cái gì cũng vậy, nó do cái quen, mà nó do cái chúng ta đã trải nghiệm, chúng ta đã đi qua, thì cái điều này á, là nó không là lạ. Thì cái không lạ đó nó không cũng thích. Khi một người hiểu biết được Phật pháp, bởi vì kiến thức Phật pháp là một cái pháp, tuy quý vị học Phật pháp không có bằng cấp, nhưng kính thưa quý vị, hay là Phật pháp ở đây chúng ta chưa có thấy nó tạo cho chúng ta cái chuyện gì, nhưng phải nói rằng đây là một phương pháp vô cùng vi diệu và to lớn. Có những người nếu như họ không hiểu được lý Phật pháp về tam tướng, về nghiệp quả, thì nghịch cảnh đi tới họ không thể nào thích nghi được. Nghịch cảnh
nó xảy ra thì họ không thể nào chấp nhận được. Và cái không chấp nhận đó cho người ta rơi vào đau khổ, rơi vào tuyệt vọng. Nhưng ngược lại, cái người hiểu biết Phật pháp thì họ lại tỉnh táo hơn. Họ lại trong đau khổ đó nhưng họ vẫn tìm được cái lối thoát. Trong sự mất mát đó họ vẫn có thể thích nghi, vẫn có thể hiểu biết được và nắm bắt được cái mình đã mất đi: người thân, mất đi tài sản, mất đi việc làm, mất đi danh vọng, mất đi sức khỏe, vân vân. Họ phải đối diện thôi. Đây chính là mình bị bệnh hoạn hay là mình bị tai nạn, vân vân, có nhiều thứ đó. Và từ cho chúng ta biết chấp nhận, từ cho chấp nhận đó và chúng ta sẽ thích nghi với cái môi trường, với hoàn cảnh. Bây giờ một người, bây giờ người ta bị một cái tai nạn, mất đi cái tứ chi một phần, thì tự động người ta phải biết rằng mình khó đi, hay mình bị tai nạn, mình bị bệnh hoạn, một cái điểm chết được báo trước, cái bệnh rất là nan y, bệnh ung thư, bệnh cancer. Cancer thì chắc chắn là chúng ta hiểu được như vậy, nhưng chúng ta biết thích nghi với cái bệnh của mình, thích nghi với cái hoàn cảnh mình là người đang bệnh, nhưng chúng ta vẫn có một cái tâm rất cực, chứ không phải là có một tiêu cực để rơi vào cái buồn chán là càng tệ hại hơn. Thì cái giá trị thích nghi này nó đòi hỏi mà chúng ta phải có một cái, phải có một sự trải nghiệm, chúng ta phải có một sự kinh qua, chúng ta phải có một sự thực nghiệm. Và sự thực nghiệm đó chính là những gì xảy ra với mình, xảy ra khách quan, chủ quan, chúng ta đều phải có một cái cảm niệm hết. Cho nên vì vậy, mỗi người, đời tu của mỗi con người, hay là vào cuộc đời này, mỗi con người nó đều có một cái niềm đau, một cái nỗi khổ lớn nhỏ, được thua mất còn khác nhau hết. Nhưng cái sự hơn nhau là cái chỗ cái sự thất bại mà người ta có thể đứng dậy. Một cái sự mất mát, người ta không biết, người ta không ngồi đó mà tiếc nuối mãi. Người ta biết thích nghi với cái người ta mất, người ta biết thích nghi với người ta cái người ta đang bị, đang có, đang bị vướng mắc. Một người quá giàu, đầy đủ sung sướng, đến khi rơi vào một cái khổ đau, họ không thể nào thích nghi được. Bởi vì ăn sung mặc sướng, có người đó kẻ đưa. Bây giờ, khi mà coi như là hết tiền, hết bạc, thì không còn kẻ đó người đưa, không còn được cái sự đầy đủ tất cả. Mà nếu như mà ngồi và cứ than thở như vậy là chết, họ biết thích nghi. Chính là bây giờ thì sức mình không còn nữa, nó mất. Thế đó chính là một giá trị thích nghi. Nó trước không còn đủ nữa, không còn điều kiện tốt nữa, không còn điều kiện thuận nữa, thì bao nhiêu đó thôi, đó chính là một người như vậy. Thì kính thưa quý vị, cần lắm cho trên những ai bởi cái gì hiểu biết Phật pháp để có thể thích nghi, để có thể ứng dụng vào trong cuộc đời mình. Nếu như chúng ta không hiểu biết được Phật pháp và lúc đó chúng ta cầu khẩn không được, kêu trời không, kêu trời không hỏi kêu đất hơn không ơi, tức là không ai có thể giải quyết được cái chuyện của mình. Ở lúc đó chúng ta rơi vào tuyệt vọng, ngay cả nguyên sinh, ngay cả tự giận tự sát, thì những người đó rất là yếu mềm, rất là yếu kém, họ không dám chấp nhận cái thực tại, không có thích nghi được. Ví dụ thì biết chúng ta đang ngồi ở trong cái nơi nó đầy đủ. Nhưng ngay ví dụ bây giờ ở đâu đây nè, nghe tới sát đó, chúng tôi đã đến tại đó và đã chứng kiến nó đang lạnh chút xíu rồi nó chuyển sang nóng, đang nóng chút xíu chuyển sang lạnh. Sự thích nghi, cơ thể thích nghi đó là chắc chắn là phải chạy. Thì những người ở ngay tới sát đó là ở ngay cái là Houston tới sát để chỗ chi tiêu chuột luôn thì cỡ người còn đẳng đó. Nếu cái thời tiết nó phải, cái cơ thể phải thích nghi, mà nếu không thích nghi thì nó vào bệnh hoạn và phải chuyển sống chỗ khác. Rồi những điều mà những người sống ở đó thì cái nghiệp đó, nó di tồn, nó sẽ thích nghi. Nếu chúng ta nói về cái sức khỏe đó, về cái thân này, thì nó có cái nghiệp để, cái trì nghiệp để chúng ta duy trì.
Nhưng mà về cái tâm thì sao? Ở đâu cũng vậy, nó cũng có cái dài cái ngắn, ở đâu cũng có vui cái buồn, ở đâu cũng có cái khổ. Và đời con người khi lên khi xuống, khi mất mát, khi đầy đủ, khi vơi khi đầy, đây là giá trị sự thật. Không ai mà giàu qua họ, không ai khó qua đời, cũng không ai mãi mãi được tốt đẹp, không có bền vững. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì tự nhiên nó sẽ thích nghi. Còn nếu như chúng ta không hiểu được, chúng ta không chấp nhận, tôi không chấp nhận được thì dĩ nhiên làm sao tôi thích nghi được. Đây là một giá trị sự thật. Buồn quá, khổ quá, sự thật ra bây giờ cũng không may giúp cho mình. Buồn quá cũng cách nào mà vui, tự mình phải biết, biết tỉnh thức lại, tự mình phải biết tỉnh táo lại, tự mình phải biết mạnh mẽ lại. Chứ còn nếu như một quả thật, ví dụ như mình, nếu như mình không tự biết thương mình không tự biết chấp nhận mình, không ai chấp nhận mình không biết thương mình thì cũng chả có ai thương mình. Đó là sự thật, mà đó là một giá trị thích nghi rất lớn. Và ở đây cũng xin báo, như đã nói đó, thì mình sẽ có một cái sự cố gắng chuyên tu, cố gắng năng thực hiện, năng si tu si quán thì nó đỡ. Khi những cái nghịch cảnh nó xảy ra, chúng ta có thể đón nhận được, chúng ta có thể chấp nhận được. Còn nếu như những nghịch cảnh đó mà chúng ta chối từ, thì chúng ta lãng quên hay chúng ta tránh né, thì không thể nào thích nghi được với mỗi hoàn cảnh. Và cái tâm này, nếu như chúng ta đối diện, chẳng hạn như chúng ta siêu quán về nghiệp, chúng ta đối diện với cái nghiệp nghịch cảnh rồi nó đi qua. Nhưng nếu như chúng ta không biết nghi, không biết đối diện với chính nó, không biết thích nghi với nó, thì nó đi tìm chúng ta hoài. Đó là giá trị sự thật như vậy. Cũng như cảm thọ khổ, mình biết là cảm thọ khổ này rồi cũng đi qua, cố gắng chịu đựng khổ một chút xíu rồi cảm thọ này nó cũng qua. Bởi vì cái buồn cũng qua, cái vui cũng qua, cảm thọ nó vô thường mà. Mà khi cảm thọ nó vô thường thì cảm thọ của thân, của tâm này cũng thế, nó cũng vô thường. Vì vậy cho nên chúng ta đối diện và chấp nhận với chính nó, mà chấp nhận đó chính là có giá trị thích nghi. Và chấp nhận đi cũng chính là một cái sự chuyển hóa đó, để chúng ta thích nghi, chúng ta vượt qua cái hiện kiếp của chúng ta, những cái điều kiện, những cái sự việc mà chúng ta đang chịu, đang phải và đối diện với chính nó. Và chúng ta thường có, đây chính là cái câu trả lời của chính con là như vậy. Nếu có điều gì các bạn thích thì chúng ta sẽ cùng lại một bộ thoại lạc. Sa thủ kích thiền thượng tọa thưa quý, xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được và thượng tọa có thể cho comment trở lại không? Nếu thượng tọa pháp đăng nghe được, xin thượng tọa có thể cho biết. Thưa thầy, dạ, quý vị kiên nhẫn nha. Thượng tọa pháp đăng, chúng ta thấy một điều rằng một người tu, và nhất là tu nhiều năm, thì chúng ta đã phải trải qua rất là nhiều những cái sự chịu đựng, trải qua những điều sự thích nghi để chúng ta có thể tồn tại. Rõ ràng một điều rằng nếu chúng ta không có kiên tâm được thì chúng ta đã bỏ chiếc y rồi, chúng ta không thể tiếp tục tu được nữa. Thì từ đó chúng ta cũng chia sẻ một vài kinh nghiệm là với một người tu sĩ, làm thế nào mà qua dòng thời gian có nhiều cái biến động, nhiều thay đổi mà chúng ta vẫn có thể giữ được cái hướng đi của mình, vẫn giữ được cái tính tâm của mình, vẫn giữ được cái tính tục đó. Khi mà mình thực sự là một cái người tu, một cái người xác định cái hướng đi của mình, và mình cũng hiểu rằng ở trong cái vòng luân hồi đó, thì gặp được Phật pháp là một chuyện cực kỳ khó, cực kỳ khó. Mình thấy được kiếp người đã cực kỳ khó, như được Phật này, con rùa mù mà nó nổi lên mặt biển, mà có một bọng cây để nó chung vào trong cái bọng cây đó, nó ẩn. Thì một cái người tu mà khi mà sanh ra được làm người kỳ khó như vậy, nhưng mà gặp Phật pháp để tu tập cực kỳ khó hơn nữa. Giờ mình nghĩ rằng cái cuộc luân hồi cứ lặp đi lặp lại,
sự tái diễn sự khổ đau, trong sự tái diễn ăn ở mặc ngủ nghỉ tắm rửa giặt giũ, rồi bao nhiêu cái sự khổ khác đó, nó vẫn y như vậy và nó cứ lặp đi lặp lại ở một cái hình thức một kiếp người, hình thức một kiếp thú, hình thức một kiếp chư thiên, một kiếp nào đó, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại hoài hoài như vậy. Nhiều khi mình nghĩ mình cũng phải ngán ngẩm, và cái sự ngán ngẩm đó đó, mình mới có cái lập tâm là mình muốn ra khỏi luân hồi, muốn ra khỏi luân hồi, muốn thoát ly luân hồi. Thì mình có cái lối sống như vậy, mình có cái sự lập tâm như vậy, nên rồi những cái sự trở ngại trong cuộc đời chắc chắn cũng có. Có những lúc mình mềm mỏng để vượt qua, cũng có lúc mình cứng cỏi để vượt qua. Mình cũng khi mà tu tập đó, thì cái thời gian lâu dài nó giống như người sống có được cái kiến thức ở trong đời. Nên thường thường quý vị thấy cái người lớn tuổi đó, họ sống lâu năm đó, họ có những cái kinh nghiệm, nhưng mà những người trẻ không có. Cũng như con voi già ở trong rừng nó cũng có cái kinh nghiệm về dẫn bầy đàn. Con bò hay con trâu hay là một con nai đó, mình coi trong kinh của Đức Phật nói, thì những con mà nó sống qua nhiều năm đó, nó cũng đã trải qua nhiều cái mùa lục lụ, lũ lụt, cũng mùa hạn hán, rồi những cái sự biến động của mùa mưa, mùa nắng, trễ hoặc là sớm. Và những con đó nó sống như vậy nhưng mà nó cũng có cái kinh nghiệm. Thì con người chúng ta cũng vậy, sống qua nhiều năm tháng đó, mình sẽ có cái kinh nghiệm. Thì chính cái kinh nghiệm này nó sẽ giúp ích cho mình đó, vượt qua cái sự khó khăn. Trong cái sự khó khăn đó, thì mình biết rằng dù là đời hay đạo thì sự khó khăn nó cũng vẫn có. Nhưng mà một cái người mà họ không có buông xuôi đó, không có buông xuôi để chịu cái số phận đó, thì họ mới có thể vượt qua được. Nếu mà nói rằng mình cứ than trời trách đất cũng không được, rồi mình sống mình buông xuôi cũng không được. Mình sống mình phải nỗ lực, phải phấn đấu, phải tinh tấn, phải tìm cầu, phải học hỏi, rồi phải biết lắng nghe, rồi phải biết chịu đựng nhiều mặt như vậy đó. Thì với năm tháng ngày giờ, cái sự kiên trì, cái sự rèn luyện tâm đó, nên nhiều khi mình thấy giống như mình tu một định vậy đó. Mình cứ niệm bát thơ quy, niệm đất, 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 mình niệm qua như vậy, để cho cái tâm tư mình nó thể nhập vào đó. Thì cái tập cũng vậy, mình muốn lập tâm để tu tập đó, thì mình chọn cái đời sống xuất gia, mình chọn cái đời sống, mình lập tâm như vậy. Nên mình cứ cố gắng để lập tâm, cố gắng để tác ý những cái điều đó, để mình làm sao mình có thể tu tập được. Thì mình nghĩ rằng với thời gian rồi ai cũng lớn, ai cũng già, với thời gian ai cũng chết, nhưng mà với thời gian thì nghiệp ác, nghiệp thiện thì ai cũng phải mang theo hết. Chỉ có mình tu hành đó, mình mới tránh được rất là nhiều những cái loại nghiệp, và mình cũng tránh rất là nhiều những cái phiền tối. Mình có thể rảnh rang để mình hành phạm hạnh, hoặc là mình có thời gian để mình làm những việc gì mình muốn làm, mình tạo phước đức gì mình muốn tạo, mình không bị ràng buộc thì nó dễ hơn. Thì chính như vậy nên mình chọn cái đời sống xuất gia, và mình yêu thích cái đời sống xuất gia thì mình sẽ vượt qua được những sự khó khăn. Thành ra nhiều khi mình thấy rằng một cái người sống yêu thích lý tưởng, rồi mình phải tìm cầu, rồi mình vẫn phải có mong mỏi, rồi mình phải có hướng tâm, mình có nhiều cái điều kiện như vậy để mình thấy cái giá trị trong các cái pháp này nó hiển lộ trong tâm mình, và mình như vậy mình có thể vượt qua được. Thật sự thì con nghĩ rằng mỗi vị mà tu hành với cái thời gian 10 năm, 20 năm thì những vị đó đều có cái kinh nghiệm hết. Nhưng mà khi mà mình sống cho trọn cuộc đời thì đó là một cái thành công. Mình nghĩ rằng đó là cái sự thành công trong một cái kiếp sống của người xuất gia. Thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại cho Tường Tòa. Bởi vì có gì Tường Tòa này có thể nha. Sa thu kính trình từ tòa Pháp Đăng với những chia sẻ vừa rồi. Xin được trở lại với Thượng tọa Tư Quyền. Thượng tọa Tư Quyền có nghe được không? Nếu mà Thượng tọa Tư Quyền nghe được, xin Thượng tọa khoan thứ. Thượng tọa Tư Quyền
Thông thường chúng ta nghe cái câu mà người ta hay nói là tùy duyên nhưng mà bất biến, bất biến tùy duyên. Thì theo Thượng tọa Tịnh Quyền, thích nghi có phải là thay đổi không? Hay là thích nghi có nghĩa là chúng ta chấp nhận cái thực tế nhưng mà chúng ta vẫn là chính mình? Xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa Tịnh Quyền. Dạ, con thỉnh Thượng tọa Tịnh Quyền cầm mic ạ. Xin xác định là cái sự thích nghi đó, mà chúng ta không đánh mất cái giá trị của mình, không đánh mất cái mà chúng ta gọi là cái bản sắc của mình, cái con người của mình. Mình đi tới cái chỗ quậy, đi tới cái chỗ mình, ví dụ mình không uống rượu, cái tôi đi tới tôi uống rượu, mình uống rượu luôn. Người ta đi tới cái chỗ người ta hoang đàn xa đọa, cái mình cũng xa đọa luôn. Người ta quậy phá cho mình cũng quậy phá luôn, hay vân vân, nó nhiều thứ nhiều cách. Ở đó cái giá trị thích nghi ở đây là nó mang một giá trị tích cực tốt để có cái sự thay đổi trên một cái cách sống của người, trên cái tập quán của con người. Người ta làm vậy thì mình vẫn làm theo những điều nó mang tính tức là cho nó thủ tục, cho nó đi qua, chứ không phải là mình làm xong cái như mình rồi mình thay đổi cái cách sống của mình hay thay đổi cái con người của mình, không phải như vậy. Cũng như cái sự thích nghi mà nó có đề kháng tốt thì đó mới là một sự thích nghi. Nếu mà nó không có đánh mất đi cái giá trị, cái thường tính sống của mình, cái đó nó cũng dễ lắm. Thí dụ bây giờ là như hồi xưa ngày nó ra ngày, nhưng mà thường nó ra ngày đi đến những cái nơi chốn đền thờ của người ta quỳ xuống, người ta lại người để tượng Phật lên, người cũng quỳ xuống ngày nay hướng tâm đến trọng. Chứ bây giờ ở đó không có Phật, mình lại người ta có nguyên ngày hướng tâm tới, mình để cái tượng Phật của ngài tâm tâm, thì cái đó chính là cái gì, có một giá trị thích nghi. Nhưng biết nói là như vậy để ngài mới làm đạo, để ngài mới thuyết giảng cho người. Chứ bây giờ mình đi tới đó rồi cái mình hay là sự thật, đây là thí dụ bây giờ Chư Tăng dùng mặn, mình nói thật vậy đi, thì người ta đang ăn chay, chứ mình đi tới đó cứ mình bỏ cái đồ mặn ra mình ăn như vậy thì không có được. Thí dụ anh phải dùng chay thì mình cũng dùng chay, cái chuyện ăn uống chuyện là bình thường, chứ có chuyện gì đâu. Rồi người ta đi thí dụ như là hay là người ta nó có những cái đó, chẳng hạn như bây giờ người ta lễ dục người ta như thế mà mình có phải tham dự. Nhiều lần khi mà đi vào ở bên lễ rồi để Giáng sinh, cái một số cha cũng mời đi tới, đến cái giờ thánh lễ của họ thì mình cũng, họ làm như thế nào thì mình cũng tôn trọng, mình cũng đứng dậy, mình cũng làm theo một cái sự sinh hoạt của người ta. Còn cái chuyện mà ví dụ như người ta niệm Chúa, người ta tưởng cha, người ta rồi thì cái chuyện đó chuyện của người ta. Nhưng điều chúng ta cũng có một cái sự thích nghi ở trong cái môi trường sinh hoạt tôn giáo của họ. Họ rất là quý trọng. Ngược lại, ví dụ họ đi đến, mời họ đi đến với những cái lễ chẳng hạn như là lễ Phật đản hay là lễ Vu Lan, cũng rất là tôn trọng. Thì đó chính là cái sự thích nghi. Còn ở đây, cái sự thích nghi đối với cái hoàn cảnh, ví dụ như bây giờ mình thất bại,
bây giờ mình làm, mình thích nghi với những lúc giờ mình mất mát tài sản, mình chấp nhận, đó là sự thích nghi. Nhưng cái sự gây dựng lại của mình, nó mang tính tốt đẹp, nó mang tính đúng pháp, chứ không là gây dựng lại. Nó mang tính tức là chúng ta dối lừa, hay chúng ta lường gạt, hay chúng ta mua mô xã hội. Cái điều đó nó không phải là một cái giá trị thích nghi hay cái giá trị mà nó tính tức là tự tính, tự có một cái giá trị tích cực mà chúng ta tiến bước. Và đó như thế, nếu như ai mà có một sự mạnh mẽ, có một sự khẳng khoái, không đánh mất chính mình, thì đó chính là người ấy sống ở mọi hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào cũng được hết, tốt cũng được, xấu cũng được, xa cũng được, gần cũng được, mà thương cũng vậy, mà ghét cũng vậy, không có đến nỗi mà đánh mất chính mình. Với cái lời khen tiếng chê, với cái sự cao, đặc thiếu, người ta cử nữ như thế, điều tập chuyện nói xấu với chính mình. Mình biết cách để mình chuyển hóa nó. Ở đây biết cách chuyển hóa tức là chúng ta có khả năng thích nghi. Nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa với chính nó, chúng ta không thể thay đổi nó được, thì chúng ta bằng một cái gì? Chúng ta thay đổi với chính mình để chuyển hóa cái sự việc đó cho nó đơn giản. Đây là thật. Mà đó cũng chính là một cái câu rất lớn. Chúng ta chuyện bình thường. Bây giờ đó, tính do không hổ mặt nào. Mình đâu có cần thiết mà mình phải để đương đầu cái chuyện gì. Nếu như đó là đúng đắn, đó là chân lý, đó là điều tốt đẹp, thì mình nói lên. Thì cái nói lên đó để lợi lạc cho mình, cho Phật đâu. Chứ không phải là mình khác lại, cư lại, chống lại, là bảo vệ cho mình phải như vậy, hay là để hại người phải như vậy. Đây chính là nói lên cái tiếng nói chân lý, nói lên tiếng nói của công lý, nói lên tiếng nói của sự thật. Để sao nó không có đánh mất chính mình, chứ không phải ai vua, ai tồn theo người ta. Và cũng chính đó cũng chính là cái gì? Không có đánh mất chính mình. Bây giờ mà người ta sống mang tính tức là quá khích, thì chúng ta rơi vào cái tình huống với những con người tâm tính cộc cằn, bực bội, khó chịu, rồi sống với những người mà mưu mô xảo quyệt, lừa phỉnh, lường gạt, thì chúng ta cũng biết là chúng ta sao có đi theo. Mà cũng phải muốn như chúng ta không thể thay đổi, thì chúng ta không có gần nữa, không có chơi nữa, thì không có đánh mất, không có đánh mất cái giá trị của chính mình. Chứ còn bây giờ ví dụ như họ sao mình cũng vậy, họ làm bậy mình cũng làm theo, nó có được ai sao thì mình vậy, nhưng ai làm bậy mình suy nghĩ có nên làm hay không, để mình không có đánh mất cái tư cách của mình, đánh mất cái giá trị của chính mình, mà chúng ta gọi là cái bản sắc của mình. Đây mới là quan trọng. Cho nên hỏi thích nghi có phải là đánh mất của chính mình không? Chưa chắc. Cái sự thích nghi đó, mà nếu như cái sự thích nghi đó mà đánh mất chính mình, thì cái sự thích nghi đó đưa đến tai họa, nó không có giá trị tốt đẹp. Thường chúng ta hay bị cái bệnh rất là lớn, là người ta bàn tán, người ta nói xấu người này, phê phán người kia. Cái chúng ta nói thì chúng ta nghe, và chúng ta thì tôi cũng thấy vậy, tôi cũng thấy như thế đó, thì chúng ta cũng là đồng nghĩa như là đánh mất của chính mình. Mình chưa có biết cái chuyện nó như thế nào, mà chính người mà nói chúng ta biết, họ ghét người đó, thì dĩ nhiên họ ta thấy
họ nói xấu, họ đặt điều làm gì, chúng ta cũng gì gì để hoặc chúng ta cũng nghe theo luôn. Từ đó chúng ta đánh mất cái gì, cái giá trị của chính mình, cái chuyện đó của họ, họ với người ta, còn với mình thì chúng ta nghe, chỉ biết là nghe, còn chúng ta không có bình sẵn. Người ta hỏi mình như thế nào thì chúng ta cần xét lại, bởi vì tôi chưa gặp tình huống đó, tôi chưa thấy như vậy. Chứ không phải là mình vì cái gì, vì cái tư vị, vì ngu si, tư vị vì thương, vì thương mà mình đưa đến cái tư vị, hay tư vị vì ghét vân vân, thì đó chính là những cái pháp đó đưa đến tay đó. Ví dụ bây giờ nghe người ta nói xấu, nghe người bạn của mình nói xấu một người nào đó thì chúng ta biết nghe, nhưng điều bạn mình với họ nó không thích, nhưng mình với họ thì không có chuyện gì, chúng ta không thể nào mà lấy cái tình riêng của chúng ta, tôi bị thương mà chúng ta dồn dập, mà chúng ta đàn áp, mà chúng ta binh vực cái điều này, ta đánh mất chính mình thì không phải là một sự thích nghi trong tình bạn bè. Mà con người mà xử lý tức là người ta nói thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau với cả tâm tư họ hàng. Thế như vậy người ta ghét nhưng tôi không có đụng chạm, họ cũng đụng chạm gì tôi, thì tại sao mà tôi phải ghét họ? Không gây quan thù chút quán gì tôi, tự nhiên như tôi chửi bới người ta. Hay là trong sự tu tập cũng vậy nữa, mình không có nói người, không có suy nghĩ về người, không có tìm lỗi người. Khi người ta nói xấu thì mình không suy nghĩ lỗi của người, mình chỉ biết im lặng. Thì đó chính là chúng ta giữ lại cái giá trị của chính mình, chứ chúng ta nói theo để mà chúng ta phân kỳ phân ly thì nó rất là nguy hiểm. Chúng ta gây cái sự oán hờn, gây cái sự đau khổ lại càng nhiều, nó càng dồn dập, nó càng to lớn hơn, thì chúng ta vô tình là một người gây thêm mồi lửa, thêm đổ dầu đổ củ vô cho nó cháy mạnh hơn, cho nó cháy phừng lên mạnh lên nữa. Thì điều này chúng ta đánh mất chính mình. Cho nên ở đây trong mọi hoàn cảnh chúng ta biết thích nghi với hoàn cảnh, nhưng chúng ta đừng có đánh mất với chính mình là chúng ta không có chạy theo họ. Đây chính là gì đó, chúng ta không có cái xu hướng theo họ, cái sự xu hướng theo họ, mà tức là chúng ta tư vị, mà chúng ta tư vị thì đây là cái pháp đưa đến khổ cảnh, đưa đến đau khổ. Tư vị bị thương, tư vị bị ghét, tư vị bị sợ, vân vân. Thì đó chính là chúng ta nên có một cái sự suy nghĩ tích cực. Và cái điều này không dễ dàng đâu. Chúng ta thường thường sống con người đó, nó không có cái mạnh mẽ, không có cái tự tin, không có cái sự vững bước, cái sự vững chãi của chính mình, hay cái lập trường của chính mình, để chúng ta gọi là lập trường của chính mình đó. Thì chúng ta gió chiều nào xuôi chiều đó, đó là đánh mất chính mình. Gió về nào là xuôi về đó, không được. Chúng ta không chống, không kháng cự lại gió, chúng ta không có xuôi chiều. Nếu như cái điều đó nó không đúng thì chúng ta không có quan tâm, không có suy nghĩ tới. Đó, cũng như gió chiều nào mà bê chiều đó, đó là chúng ta thích nghi và chúng ta đánh mất chính mình luôn. Thích nghi với gió đó, thích nghi với họ. Nhưng liệu chúng ta đâu biết rằng họ với nhau cái ân, có cái chuyện riêng của nhau, thì họ không thích nhau được. Đó chính là cái giá trị của chính họ. Chứ mình không đụng chạm, tức là mình không có can dự vào. Thì như thế thì chúng ta không đánh mất chính mình. Còn ở đây, ở trong sự tốt tập nó lại càng đặc biệt hơn. Ví dụ như người ta nói đạo nào cũng đạo, đạo nào cũng ăn hiền ở hành, cho nên tôi đi tới đâu tôi cũng được như thế này, được như thế kia. Nhưng kính thưa quý vị, chúng tôi thành thật mà nói, chúng ta nói đạo nào cũng là đạo, nói một cách chung, nhưng chúng ta không phê phán, chúng ta không chỉ trích, nhưng chúng ta không có cái gì cũng nghe,
hội đồng ừ, cái gì cũng ừ, cái gì cũng nghe hết á. Hội đồng nghe, hội đồng ừ, kiểu này là chắc. Cái gì cũng nghe, cái gì cũng gật đầu hết á. Thì quả thật chúng ta không có một cái, không có một bản sắc, không có một lập trường vững chắc, thì chúng ta không thể thành công trong cuộc đời. Và chúng ta cũng không thể sống an ổn. Bởi vì chúng ta đã đánh mất đi chính mình. Mà đánh mất đi chính mình có nghĩa là người đó đã đánh mất, coi như là đánh mất cuộc đời của chính họ. Dạ. Thì vậy cho nên đây là một điều mà phải nói rằng rất là riêng riêng của mỗi người cần phải gìn giữ. Cái tri kiến, cái sự tu tập, cái niềm tin và cái sự tu tập của chính mình, mình phải có một cái sự kiên định, mình phải có một cái sự vững chắc, thì chúng ta sẽ được tốt. Và nếu chúng ta không kiên định, không có vững chắc, thì chắc chắn rằng chẳng những chúng ta mất, đánh mất chính mình ở hiện tại này cũng như ở kiếp tân sinh. Dạ, chúng mình được tốt. Đây chúng ta không có trả lời của chính con. Vậy thì có được gì cả vô tức thì chúng ta có một vấn đề. Sa thủ kỹ trình thưa tổ chức quyền. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin dành thời gian còn lại để cùng với chư tăng chia sẻ một số điều liên quan đến bài học ngày hôm nay. Chúng ta nói đến sự thích nghi là khả năng quyển chuyển, khả năng thay đổi để ứng hợp với cái hoàn cảnh. Nhưng mà chúng ta cũng nói đến hai cái cực đoan, là một con người dễ thay đổi, một con người người ta nói là gió chiều nào che chiều đó, xu thời. Mà đôi khi chúng ta cũng tự thấy khó khăn để đưa ra một câu hỏi là liệu rằng mình có nên thay đổi để thích nghi hay không, hay là chúng ta nên kiên định với những gì mà chúng ta làm. Chúng tôi muốn những bài học ngày hôm nay đề cập đến một vài câu chuyện liên quan đến bậc đạo sư của chúng ta, và sau đó thì chúng ta cũng sẽ đề cập đến lời dạy của Ngài. Thứ nhất thưa quý vị, khi mà bậc đạo sư của chúng ta ở trong hoàng cung, Ngài nghĩ đến một hướng đi của cuộc sống mà vượt khỏi cái vòng luẩn quẩn như chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh Cầu. Thì vào một ngày trăng tròn tháng Aslát, Ngài rời khỏi Katila về, và sau đó Ngài đã đến với hai vị đạo sư nổi tiếng thời bấy giờ, đó là Uttaka Ramaputta và Araka Kalama. Thì ở cả hai vị thầy này, Ngài đã học một số những phương pháp thực hành dẫn đến các thiền chứng rất là cao, thiền vô sở hữu và phi tưởng phi phi tưởng một cách rất nhanh chóng. Và hai vị này rất là khoan hỷ, đặt Ngài ngang hàng với địa vị mình và mời Ngài ở lại để hướng dẫn đồ chúng ở trong tư cách như là đồng bậc, đồng vị, tức là đồng cái vai trò giáo chủ. Nhưng mà Đức Phật Ngài, bậc đạo sư của chúng ta lúc đó Ngài thấy rằng đạt đến một cảnh giới thiền chứng tâm định rất cao không phải là cứu cánh mà Ngài hướng đến, mà Ngài nghĩ đến một cái gì lớn hơn nữa, vượt thoát hơn nữa,
Mà thưa quý vị, Ngài đã từ chối và tiếp tục lên đường. Ở đây thì cho chúng ta thấy một bài học rằng Ngài có đến, Ngài có học, có thực hành, có thành đạt. Nhưng mà không phải vì vậy mà Ngài tự đánh mất đi cái mục đích mà đã đề ra. Đó là làm sao tìm con đường vượt thoát cảnh sanh già đau chết. Rồi thưa quý vị, chúng ta lại cũng nghe một câu chuyện là Ngài bỏ ra một thời gian nhiều năm để thực hành khổ hạnh. Mà trong thời gian này thì có năm vị pháp lĩnh dẫn đầu là Bà La Môn Con Ranh Nhá, tức là Kiều Trần Như, và bốn vị nữa. Năm vị này đã đi theo Ngài và mục kích thấy rõ những sự thực hành khổ hạnh ở cái mức độ mà không ai có thể bằng được. Và năm vị này luôn tin rằng cuối cùng thì như là lời tiên tri từ thời nhỏ, Ngài sẽ trở thành vị đạo sư lớn nhất của thế gian. Đồng với lịch sử Đức Phật thì chúng ta biết rằng sau thời gian dài nhiều năm thực hành khổ hạnh với đủ các phương pháp khổ hạnh thì Ngài đã nhận ra một điểm là khổ hạnh vô ích, chỉ dẫn đến cái sự cạn kiệt thể lực, làm cho thân thể bị hủy hoại. Và từ điểm này Ngài quyết định làm một cuộc thay đổi. Đối với chúng ta chỉ nghe sự thay đổi là thay đổi, nhưng mà đối với Đức Bồ Tát đó thì sự thay đổi đó là một sự thay đổi rất lớn. Từ một cái sự thực hành mà Ngài đã đầu tư 6 năm dài, bây giờ thì Ngài đổi sang con đường trung đạo. Và trong giờ phút đó thì năm đạo sĩ Côn Đơn Giác đã thất vọng, nghĩ rằng Ngài đã nản chí bỏ cuộc và họ đã bỏ Ngài ra đi. Nhưng mà thưa vị, Đức Phật Ngài vẫn, Đức Bồ Tát vẫn kiên nhẫn, vẫn kiên định với cái điều mà chúng ta Ngài gọi là con đường trung đạo mà Ngài vừa tìm ra. Ngài bắt đầu thọ thực trở lại và không bao lâu thì phục hồi sức khỏe. Như vậy thì chúng ta thấy trong cả hai trường hợp, một là có thành tựu thì không phải là vì sự thành tựu các thiền chứng cao này mà Đức Bồ Tát lại không đi tới. Hai là sự thất bại, là sự thất bại trong cái sự khổ hạnh, sự xúc thời gian dài. Nhưng mà không vì cái sự thất bại này mà Ngài tiếp tục làm những điều làm hài lòng năm vị pháp lữ kia. Ngài có con đường, Ngài có mục đích đi, là Ngài sẽ đi theo. Và cuối cùng ở dưới cội Bồ Đề, Ngài đã viên thành quả vì vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi thành đạo, thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã có rất nhiều bài học dạy cho chúng ta về sự chuyển hóa của con người. Thứ nhất là Đức Phật Ngài không dạy chúng ta sống mà khư khư ôm lấy cái tôi, cái ta của mình. Mà đối với lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sống luôn luôn thay đổi. Dù chúng ta không muốn thay đổi thì chúng ta cũng thay đổi. Nhưng mà nếu chúng ta chủ động thay đổi và thay đổi để tốt hơn thì đó là điều nên thay đổi. Còn nếu chúng ta không thay đổi mà để tự thời thế, tự cái hoàn cảnh bên ngoài giúp bắt buộc chúng ta phải thay đổi thì thường thường là chúng ta tệ hơn. Và đó cho chúng ta nhớ một điều như vậy. Cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải thay đổi. Từ cái thể lực của thân cho đến cái nhận thức của trí tuệ và cái tâm thái của chúng ta. Nhưng mà nếu vì hoàn cảnh đưa đẩy mà chúng ta thay đổi đó, thì chúng ta thay đổi vào trong cái thế bị động. Còn nếu chúng ta thay đổi mà lại mình tự mình cầm lái
do tự mình đã đặt hướng đi, và hướng đi đó sáng suốt, hướng đi đó phù hợp với mục tiêu mà chúng ta gọi là Dhamma, là pháp. Thì thưa quý vị, đó là sự thay đổi lời lạc. Thật ra khi mà chúng ta nói đến mình đánh mất chính mình, hay là mình chấp nhận thay đổi, chấp nhận cái mới đó, thì cả hai nó đều không nằm ở trong cái nhìn của người học Phật. Người học Phật không nói đến cái mình, chính mình, hay nói đến cái ngã. Người học Phật cũng không nói đến con người mình vong thân, mình biến thành người khác. Cái gọi là hữu ái và phi hữu ái, nó không phải là mục đích của chúng ta. Hữu ái và phi hữu ái, nó là phiền não. Tôi như thế này và tôi đừng thế kia. Và cho dù chúng ta muốn thế này, đừng muốn thế kia, thì nó cũng khó lắm. Mà cái mà chúng ta biết trong Phật Pháp, đó là Dhamma, là pháp. Pháp là gì? Thì thưa quý vị, chữ pháp có nhiều nghĩa lắm. Pháp có nghĩa là trạng thái hay là tự tánh của các pháp. Pháp có nghĩa là những cái nguyên tắc hay những định lý cố nhiên. Pháp cũng có nghĩa là một cái cách sống tốt. Và cái cách sống tốt này dẫn chúng ta đi đến an lạc. Thí dụ như Đạo Phật nói là Dhamma, Adhamma, pháp và phi pháp. Thì chúng ta hiểu là Adhamma là pháp bất thiện, pháp dẫn đến cái khổ. Còn Dhamma là pháp như thật, pháp thiện, dẫn chúng ta đến an lạc. Và ở đây là cái mấu chốt của vấn đề. Chúng ta không sống mà trung thành với cái lý tưởng ôm cái ta, hay là bảo vệ cái ngã của mình, mà chúng ta gọi là ngã chấp. Và chúng ta sống, chúng ta cũng không phải là mong cầu đạt đến một cái gì đó, trở thành một người nào đó, mà do chúng ta tự vẽ vời ra. Tôi là ông A, tôi là bà B, tôi ở địa vị này, tôi ở vị địa vị kia. Và thật ra thì thái độ của người con Phật ấy, là thái độ mình sống với thiện pháp. Ở trong Kinh Kalama, Đức Phật có hỏi những người Kalama là nghĩ rằng tham sân si là thiện hay bất thiện, có lợi hay có hại cho mình, dẫn đến quả vui hay khổ. Thì những người Kalama trả lời rằng tham sân si là bất thiện, có hại cho mình, là thiện hay bất thiện, là lợi hay là hại, có lợi hay có hại, và dẫn đến khổ đau hạnh phúc. Thì những người đó nói rằng bạch Đức Thế Tôn, vô tham, vô sân, vô si là phiền não, là bất thiện, mang lại những, xin lỗi, vô tham, vô sân, vô si là những điều thiện, mang lại cái lợi lạc và dẫn đến hạnh phúc. Thì như vậy Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta biết rằng trong thế gian này có những cái nguyên lý mà nó bao gồm cả ba đặc tính là chân, thiện và mỹ. Thì cái đặc tính đó gọi là Dhamma, gọi là pháp. Nó tương tự như chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Bởi vì đến siêu thị mình có 100.000 thứ thức ăn khác nhau. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng trong số thức ăn đó không phải cái nào cũng giống nhau hết. Có những thứ nó mang lại cái bổ khỏe tốt cho cơ thể, và có những thứ nó mang hại đến cho cơ thể, mặc dù đó đều là thức ăn. Và cái đó là cái. Nhưng mà thưa quý vị, để thấy, để đem những pháp đó áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, thì nó không phải là cái chuyện mà mình sẽ đi trên một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ đâu. Đôi khi là cả một thách thức rất lớn. Ngài Chân Cha Ngài nói rằng một cái người đi tu mà chưa có ba lần rơi nước mắt thì chưa có thật sự dấn thân trên đường nào. Còn Đức Phật Ngài giải như vậy, này các tỳ kheo, nếu một vị tỳ kheo mà có cuộc sống đầy đủ những cái vật dụng, y phục, thực phẩm, thuốc men, trú xứ, mà vị đó sống đời sống hiền thiện, kham nhẫn, thì Như Lai chưa gọi vị đó thực sự là kham nhẫn, là hiền thiện.
Cho đến khi nào vị đó sống thiếu thốn mà vị đó vẫn tiếp tục như vậy thì Như Lai mới gọi vị đó là vị có tham nhận đời sống hiện thiền. Như vậy thì những điều bất như ý, những điều thử thách ở bên ngoài đó, nó đặt để cho chúng ta vào trong một cái bài thi là liệu rằng những giờ phút đó chúng ta có tham nhận và có gìn giữ được cái thiện tâm, thiện chí, thiện hạnh của mình hay không. Lấy một ví dụ bình thường, chúng ta là người nho nhã, bình thường chúng ta ăn nói ôn hòa, chuyện nó chưa chắc. Một khi người ta chửi mình, một khi người ta tấn công mình, một khi người ta nói xấu mình, nhưng mà mình không nói xấu lại, mình không bôi nhọ lại, mình không dùng cái thị phi đập lại người ta, thì lúc đó mình mới thấy được là mình là ai. Ở trong cuộc sống con người, mình nên trải qua những như vậy. Và cho dù có thất bại hay thành công, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái khả năng của chính mình. Thì thưa quý vị, lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó, có một trò chơi của trẻ em mà chúng tôi nghĩ bây giờ không còn ai chơi nữa, ván u. Ván u đơn giản là mình có một cái lấy ở mình quê lấy chiếc dép để làm một cái bảo vật để mà mình gìn giữ, và mình làm sao để có thể lên giật được chiếc dép đó, chạy đến một lần mức nào đó và trở về với cái mức cố định mà vừa đi vừa u mà không bị đứt hơi thì mình thắng cuộc. Cái trò chơi mà thắng u đó, nó một phần nào nó giống như cuộc tu của chúng ta vậy. Chúng ta tu là chúng ta có những giá trị. Giá trị đó là pháp, là chân pháp, là thiện pháp, là chánh pháp. Mà những giá trị đó là cái mà chúng ta cần bảo vệ. Và điều này nó cũng đặt chúng ta vào trong một cái thử thách, là không phải chuyện đơn giản đâu. Để ta bảo vệ những điều đó đó, thì chúng ta sẽ phải đi qua sông, qua suối, qua những cái con đường gai góc, gập ghềnh, những con đường gọi là đường trốn. Nhưng mà rồi liệu chúng ta có còn giữ được hay không đó, thì điều đó là một thử thách lớn trong cuộc sống. Vì vậy khi mà đặt vấn đề là mình tu có phải là mình bảo vệ chính mình, đừng để dính đến với chính mình, hay là mình tu là phải thích nghi, thì cái câu hỏi nó không thích nghi với người Phật tử đâu, nó không đúng. Chúng ta không bảo vệ chính mình, mà chúng ta bảo vệ những giá trị, những giá trị của Dhamma, những giá trị của Pháp. Và những giá trị này cần được hiểu, cần được nhận thức và cần được bảo vệ trong cuộc sống của chúng ta. Rất là dễ dàng để chúng ta thay đổi khi mà mình bước vào trong chùa, thưa quý vị. Mình không có cái gì hết. Mình phát nguyện là mình tu tập để giác ngộ, giải thoát, để nương tựa ở Phật, ở Pháp, ở Tăng. Nó mới là bước đầu thôi. Nhưng mà khi đường dài sống trong sự thiếu thốn, đường dài sống trong những gian lao, thất bại, những cái va chạm, những cọ sát đối với cuộc đời, mà chúng ta còn có thể giữ được những giá trị ban đầu đó, và vẫn còn thấy chánh pháp vẫn đẹp, chánh pháp vẫn là nơi nương tựa, chánh pháp vẫn là kim chỉ nam, vẫn là ngọn đuốc sôi đường, thì lúc đó thực sự chánh pháp mới có giá trị với chúng ta. Đối với người con Phật đó, thì Đức Phật Ngài có dạy những con ngựa mà mang đến trước nhà vua, mà con ngựa nào gọi là tuấn mã đó được huấn luyện đầy đủ, thì con ngựa đó được nhà vua lựa chọn. Thì Ngài cởi một vị tỳ kheo, một người tu tập, mà người đó có được sự đào tạo, có hấp thụ chánh pháp và có sự trưởng thành, giống như con ngựa được thuần, con ngựa được huấn luyện, khéo huấn luyện, trở thành một con tuấn mã.
Nếu con ngựa mà không nhận được sự huấn luyện là con ngựa hoang. Đời sống con người mình mà không có tu tập, đời sống con người không được đào tạo, đời sống con người mình không được giáo dục được, thì mình là con ngựa hoang. Nó không biết không có giá trị gì con ngựa hoang hết. Con ngựa hoang mãi mãi là ngựa hoang, mặc dù cái giống ngựa rất tốt. Tại Đức Phật ngày dùng cái thí dụ con Tuấn Mã. Và quý vị thấy rằng ở trong những cái biểu tượng về nghệ thuật Phật giáo đó, thường có hình ảnh con Tuấn Mã như là trên hình ảnh trụ đá Hoa Dục, nói lên cái giá trị của sự tôi luyện, giá trị sự tu tập. Chúng ta thấy có sự khác biệt rất lớn giữa một con ngựa thuần và một con ngựa hoang. Con ngựa hoang thì nó không được nhận được cái sự huấn luyện. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Nếu mỗi chúng ta sống mà chánh pháp không là ngọn đèn để soi sáng, và chúng ta không được hấp thụ, chúng ta không được tôi luyện, không được trải qua những sự rèn luyện, thì thứ gì nó có giá trị gì hết. Cũng giống như là thép mà nó được tốt, được chắc, xài được, nó phải qua cái lò luyện thép, nó phải qua một cái quá trình luyện kim. Nếu nó không có luyện kim thì thật ra nó có giá trị gì hết. Những cái mỏ sắt, mỏ đồng, những mỏ kim loại mà người ta đào lên đem về, nó chỉ là vụn vặt thôi, không xài được. Khi muốn xài được thì nó phải qua một quá trình tôi luyện. Ngọc bất cát bất thành khí, đó là điều mà cổ nhân nói. Thì như vậy, cái quá trình mà chuyển hóa này đó, nó không đơn thuần là mình giữ chính mình hay là mình đánh mất chính mình. Cái câu mà mình phải bảo vệ mình là mình hay là mình không đánh mất chính mình đó, nó không có nghĩa gì với người học Phật hết. Thì ở đây, câu chuyện của chúng ta là trải qua những cái biến động, những cái bất thường của đời sống, liệu rằng cái niềm tin của chúng ta có vững, tâm của chúng ta có thảnh thơi hay không, có thanh thản hay không. Nói một cách rất là Phật học đó, thì sự xáo trộn cuộc sống thường nó nằm ở trong tám pháp thế gian mà ngày xưa gọi là bát phong hay tám ngọn gió đời, là khen chê, vui khổ, đặng thất, vinh nhục. Mình vui khổ tức là được sống hạnh phúc cuộc sống khổ, khen chê là được người khác hâm mộ, khen tặng, hay là họ chê bai, họ ý bán mình. Đặng thất tức là được lợi bất lợi, vinh nhục là được danh mất danh. Thì khen chê, vui khổ, đặng thất, vinh nhục, tám ngọn gió đời đó, nó bao trùm tất cả những cái mà chúng ta gọi là bất thường của đời sống. Rõ ràng là trong thời đại dịch chúng ta bị nhiều sự xáo trộn hơn. Và đây là lúc mà chúng ta phải tự đặt một câu hỏi chính mình là chúng ta sẽ đi qua cái giai đoạn này bằng một cái phong thái như thế nào? Chúng ta sẽ đi qua thời đại dịch như thế nào? Những khổ đau của nhân loại có làm tâm của chúng ta cảm thông nhiều hơn? Có làm trái tim của chúng ta mềm hơn? Hay là làm cho chúng ta khó chịu bực bội hơn? Cái khổ của nhân loại có làm cho chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về cái khổ của cuộc sống? Có làm cho chúng ta tăng trưởng cái tâm bi mẫn hay không? Hay là cái khổ này làm chúng ta cùng lục? Cái khổ này làm cho chúng ta chai lì? Cái khổ này làm cho chúng ta tiêu cực? Cái khổ này làm cho chúng ta đi xuống? Thật sự thì có những giây phút nó giống như đường tơ kẻ tóc thôi, nhưng mà quả thực nó có hướng đi lên và hướng đi xuống. Cái điểm xuất phát thì nó không bao nhiêu, nhưng mà cái điểm xuất phát mà nó chênh nhau một độ thôi đó, thì cái điểm đến nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Chúng ta biết như vậy. Và trong thời kỳ đại dịch, một lần nữa đó, nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng ở thế giới này, ở trong cuộc sống mà chúng ta không có nhận ra lời của Đức Phật dạy là thế gian là vô hữu vô chủ, thì quả thật chúng ta có nhiều vô minh. Con người của chúng ta luôn luôn là tự hào, tự phụ. Mình sống trong thời đại mà lắm tiền nhiều bạc, sống trong thời đại mà nhiều cái phương tiện khoa học kỹ thuật, nó làm cho của chúng ta kiêu mạn hơn. Chúng ta kiêu mạn vì tuổi trẻ, chúng ta kiêu mạn về sức khỏe, chúng ta kiêu mạn về những thành đạt của mình, và nhất là sự thành tựu. Có đôi khi thưa quý vị,
nhiều khi mình thấy rằng mình sống mà mình không có thành công về tiền bạc, mình nghĩ là mình không may mắn, nhưng mà cũng chưa chắc là mình giàu có và may mắn đâu. Mình nghĩ mà giàu có là may mắn, chưa chắc giàu có là may mắn. Chúng ta thấy không biết bao nhiêu người một cuộc sống bình thường, sống rất đẹp, cuộc sống bình thường, sống có sách vở, sống có Phật pháp, sống có lui tới bậc thiện trí, nhưng khi giàu có rồi thì những cái đó đều xa rời. Giàu rồi chỉ biết ôm đống tiền thôi chứ không biết làm gì hết, thì cũng chưa chắc là giàu như vậy mà hạnh phúc. Người ta nói rằng có những người bỗng nhiên họ giàu có vì lý do gì đó, thì họ phải xa rời bạn bè quyến thuộc, cuộc sống phải thay đổi. Mà thật ra, chúng tôi thưa quý vị rằng, khi cửa chùa mở ra, một số Phật tử bước vào chùa ngồi xuống nghe pháp, thì cũng may là trong số đó đa số là Phật tử trung bình. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là nếu quý vị là một tỷ phú, quý vị không thể đến chùa như vậy. Quý vị là một yếu nhân quan trọng, một VIP, quý vị là một nhân vật quan trọng, quý vị phải đến chùa như vậy. Mà thật ra chính những người bình thường là những người được hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc đời này. Nói như vậy thì rất khó tin. Tại vì ai cũng nghĩ rằng mình muốn trở thành một người giàu có, một người nổi tiếng. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy được cái mặt trái của một người giàu có, nổi tiếng. Họ phải hy sinh như thế nào? Họ phải mất mát như thế nào? Chúng ta không hiểu được điều đó. Vì vậy, khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này đó, thì thưa quý vị, chúng ta hiểu rằng chính những cái bình thường, chính những cái xáo trộn, chính những điều mà chúng ta thấy rằng nó vượt ngoài cái khả năng của mình, lực bất tòng tâm đó, thì lúc đó mới cho chúng ta sự khiêm tốn hơn. Và mình cảm thấy cuộc sống nó đưa chúng ta trở về với một cái vị trí gọi là thắp sáng trí tuệ của mình. Câu phần ngôn này được Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh. Và quý vị thường nghe Chư Tăng nói lắm. Và Chư Tăng nói rất là nhiều là sự bất mát, tiền bạc, quyến thuộc là sự bất mát nhỏ so với sự bất mát của trí tuệ. Bất mát trí tuệ là bất mát lớn. Ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy. Chúng ta gặp những sự mất mát, gặp sự tổn thất. Nhưng mà nếu chúng ta để cái trí của chúng ta nó bị mờ đi, thì quả thật có sự mất mát rất lớn. Và thông thường chúng ta hay rơi vào trong hoàn cảnh đó. Mình thấy không biết bao nhiêu bi kịch của cuộc sống. Mỗi một ngày thưa quý vị, chúng ta nghe bao nhiêu tin tức về những tỷ phú. Có những tỷ phú mà làm những điều phạm pháp và tự tử trong tù. Có những người giàu có hay là có thể quyền lực mà luôn luôn họ nằm trằn trọc thao thức với những cái nỗi nhọc nhằn mất mát của tranh danh đoạt lợi. Chúng ta nghe bao nhiêu chuyện này chuyện khác, và có bao giờ chúng ta tự cảm thấy an lạc để mà hạnh phúc về một buổi sáng hay là một buổi tối mà mình có thể lắng động tâm tư trong 2 giờ mình nghe pháp? Thật lúc cái đời sống mình đã hạnh phúc, mình đâu có nghĩ chuyện đó. Cũng không chắc là những cái thời khắc mà chúng ta có lắm tiền nhiều bạc mà làm cho chúng ta hạnh phúc đâu. Vì vậy, ở đây, mình phải nói rằng cái mà để chúng ta giữ không phải là cái ta, cái tôi. Cái mà chúng ta mất không phải là mình như thế này, thế khác. Nếu có một cái gì đáng gìn giữ thì cái đó là thiện pháp. Dhamma, thiện pháp là cái mà chúng ta cần gìn giữ trong cuộc sống. Và nếu có cái gì đáng để cho chúng ta có, thì cái có đó phải là cái trí tuệ. Và hai cái này nghe giống như nó xa với nhau, nhưng mà thật ra nó rất gần với nhau. Thiện pháp thì nó đi với trí tuệ, và chánh trí thì đi với thiện pháp. Và điều này nên được thêm áp dụng trong đời sống hàng ngày. Mình nói như vậy là mình nghĩ rằng một xã hội đang bình yên, bây giờ có bệnh dịch là xáo trộn. Nhưng mà kỳ thật chúng ta đừng quên Đức Phật dạy rằng mọi thứ đều vô thường, tất cả đều vô thường. Dù là lớn dù nhỏ, dù xa dù gần, dù hạ liệt hay vi tế, dù giàu dù nghèo, sang hèn, tất cả đều bị vô thường chi phối. Vô thường có nghĩa là vạn pháp không đứng yên một chỗ. Và bởi vì nó không đứng yên một chỗ nên chúng ta không có làm chủ được nữa.
mình không phải không có thể biểu nó như thế này được như thế kia. Và bởi vì nó vô thường khổ nên nó trống rỗng, nên gọi là dukkha, gọi là khổ. Và chúng ta cứ hiểu như vậy, những tâm thật sự là an tĩnh. Và cũng nên lợi dụng, nó đúng là sự tận dụng những thời cố định bệnh dịch để chúng ta sống khiêm tốn hơn, chúng ta sống với sự thắp sáng tuệ giác, ý thức về vô thường, về vô khổ não, vô ngã. Cũng nên tận dụng cái thời của đại dịch để chúng ta sống có sự cảm thông cho nhiều hơn, tâm bi mẫn nhiều hơn. Và thưa quý vị, sau hết thì chúng ta nên hiểu một điều rằng ở trong Phật Pháp, chính những điều bất như ý, những khổ đau lại là những chất liệu để thắp sáng tuệ giác. Thấy vậy đó, thấy nó là một bài học khó nuốt. Nhưng mà nếu chúng ta chịu, nếu chúng ta lắng đọng, nếu chúng ta có được cái sự đầy đủ khôn khéo, thì thứ gì, những nghịch cảnh xung quanh nó không phải là điều phiền hà, mà trái lại làm cho chúng ta vững tin hơn đối với Đức Phật, đối với lời dạy của Đức Phật, đối với những gì mà mình đang hành trì. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay của tuần lễ đặc biệt tiễn đưa năm 2021 và chuẩn bị bước sang năm 2022. Ngày mai này chúng ta vẫn tiếp tục tuần lễ sinh hoạt này cho đến ngày sẽ được chuyên chư tôn đức đã vào trung để chia sẻ đề tài này. Và thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng con trung thành kính đảnh lễ tri ân thiền tọa Nhất Đẳng đã từ bi biên soạn chương trình hôm nay cũng như đúc kết bài học hôm nay để chúng con được sự lợi ích, được sự an vui lâu dài. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đông, chúng con kính tri ân chư trung đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tâm chỉ không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Con thành kính tri ân quý ngài Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu
thiên hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiện nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả thủy nhân.